Các bạn đang nghe truyện ta tại quỷ dị thế giới cẩn thận tu tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 981, Nguyện vọng mì sợi. Đổng Vân thu bái kiến đại nhân, không bao lâu sau, Lưu Thắng Nguyên mang theo hai bóng người trở về, một người là Đổng Vân Thu, một người khác là Nam Tử Trung Niên. Trần Lâm đánh giá Đổng Vân Thu một chút, tu vi đối phương lại tinh tiến một chút, dựa theo tốc độ này, tấn chức luyện hư đã nằm trong tầm tay. Sinh hoạt ở Ngọc Thải Tông có hài lòng không? Đối phương tu vi cao, thủ đoạn mạnh, tâm cơ sâu, chỉ sợ Tiết Hồng Lan không áp chế nổi, hắn còn phải thường xuyên gõ một chút mới được. Bẩm đại nhân, cuộc sống cũng không tệ lắm, nhưng ta vẫn muốn đi theo đại nhân, nếu đại nhân có thể dẫn ta đi cùng, vậy thì tốt nhất. Đổng Vân Thu mang theo bộ dáng tiểu tức phụ, dùng ánh mắt chờ mong nhìn Trần Lâm. Trần Lâm không nhìn thẳng, lạnh lùng nói: chỉ cần ngươi phối hợp tiết hồng lan kinh doanh ngọc thải tông cho tốt lúc cần mang ngươi đi tự nhiên sẽ mang nhưng nếu ngươi có ý gì khác cũng đừng trách ta không khách khí đại nhân yên tâm ta và hồng lan tình như tỉ muội sẽ không để cho nàng chịu thiệt hơn nữa một ngọc thải tông nho nhỏ cũng không đáng để ta có tâm tư khác đại nhân đã cần ta thủ ở chỗ này vậy ta liền thủ ở chỗ này là được đổng vân thu không sao cả đáp lại tiếp theo nàng lại mở miệng nói nhưng có chuyện muốn nói với đại nhân một chút, hảo huynh đệ Nhạc Thiên Ý của ngươi kia, dường như có chút ý tứ với Tiết Hồng Lan, nếu ngươi muốn ngăn cản thì phải sớm. Nhạc Thiên Ý và Tiết Hồng Lan, Trần Lâm có chút ngạc nhiên. Nhạc Thiên Ý là tu sĩ luyện hư, tu vi có chênh lệch rất lớn với Tiết Hồng Lan, làm sao có thể cùng tiến đến, hơn nữa hai người còn kém bối phận, không chỉ cùng một bối phận. Nhưng loại chuyện này hắn không cần thiết can thiệp, cười mở miệng nói, nếu Nhạc Thiên Ý không sợ làm con rể đồ tôn của ta, ta không có ý kiến, ngươi trở về nói cho hắn biết, nói hắn muốn cưới Tiết Hồng Lan, ta tặng hắn một phần đại lễ, nói xong khoát tay áo, nói, được rồi, loại chuyện này ta không muốn quan tâm, ta chỉ muốn nhìn xem ngươi bây giờ thế nào, đã không có việc gì, vậy thì đi về trước đi, ta có thể phải bế qua một đoạn thời gian, có chuyện gì thì giao lưu ở cảnh tượng vạn giới. Minh Động Vân Thu gật đầu, không nói chuyện, thông qua truyền tống trận rời đi trần lâm thì đem lực chú ý đặt ở trên thân trung niên nam tử bên cạnh tên ngươi là gì nam tử trung niên có vẻ cực kỳ co quắp nơm nớp lo sợ trả lời hồi bẩm đại nhân tiểu nhân tiểu nhân gọi thi hữu bình không cần sợ hãi nói một chút quá trình ngươi đạt được phối phương linh thực trần lâm an ủi một chút tiếp tục hỏi thăm thi hữu bình bình mạnh mẽ để cho mình bình tĩnh trở lại mở miệng nói bẩm đại nhân công thức linh thực này là bạn tốt của tiểu nhân một tu sĩ tên là vương thiên thanh trước khi chết để lại cho tiểu nhân thù lao là để cho tiểu nhân chiếu cố con của hắn vậy con của hắn thì sao ở nơi nào trần lâm lập tức truy vấn bẩm đại nhân con trai của vương thiên thanh tên vương tiểu sơn bởi vì không có linh căng nên sinh bệnh từ mười mấy năm trước tuy rằng đối phương đã kết hôn nhưng lại không có con huyết mạch này đã đoạn tuyệt trần lâm nhẹ gật đầu trầm mặc một chút sau đó lại hỏi vậy người bạn kia của ngươi có từng nói công thức linh thực này của hắn là từ đâu lấy được, là tổ truyền không, không phải. Thi Hữu Bình lập tức lắc đầu, sau đó giải thích, theo như lời đối phương nói, là từ trong một cổ tịch đoạt được, cũng không phải là gia truyền, hơn nữa đối phương cũng chưa từng có đem linh thực này chế tạo ra, cũng từng muốn bán cho linh thực các đổi chút tài nguyên tu luyện, nhưng mà không ai có thể làm ra, phàm là người xem qua phối phương, đều nói phối phương này là giả. Trần Lâm nhíu nhíu mày. Nếu là như vậy, người biết phối phương linh thực này chỉ sợ không ít. Được, ngươi có thể trở về, chuyện phối phương không cần nhắc tới với những người khác. Dặn dò một câu, Trần Lâm lấy ra một viên tam văn thất tinh đan, giao cho đối phương nói, ngươi cầm lấy đan dược này đi, có thể tấn thăng kim đan hay không, phải xem tạo hóa của ngươi. Thi hữu bình đại hỷ, hai tay nhận lấy đan dược, liên tục bái tạ. Trần Lâm khoát tay áo, để lưu thắng nguyên kích phát truyền tống trận, đưa đối phương về Ngọc Thải Tông. Đại nhân, người của bác diện thương hành có một ít tin tức, ngài có chỉ thị gì không, tiễn thi hữu đi, Lưu Thắng Nguyên lại báo cáo một ít tình huống. Trần Lâm lại lắc đầu nói, được rồi, chuyện này tạm thời gác lại đi, không cần phải xen vào. Trước kia hắn muốn tìm những người này, là muốn hiểu rõ sự tình như ý côn, tiến tới suy đoán thiên thương giới có niệm không phân thân tồn tại hay không, hiện tại đã không cần suy đoán, khẳng định là có nhưng mà hắn và người nhà đều đã rời khỏi nơi này cũng sẽ không trở lại có hay không đều không có ý nghĩa gì nếu phân thân niệm không còn dám có ý đồ với hắn đợi cách cách vân đến bạch vân một trường sẽ có thêm một con dê dị chủng thượng đẳng trầm ngâm một chút trần lâm lại nói ngươi và ngô vạn sơn không cần canh giữ ở chỗ này để tiết hồng lan từ trong tông môn tìm mấy nhân tuyển đáng tin cậy thay phiên trông coi là tốt rồi hai người các ngươi tranh thủ tu luyện Tăng cao tu vi đi, có thời gian thì giúp ta thu thập nhiều một chút mỹ thực." Lưu Thắng Nguyên nghe vậy sắc mặt hơi đổi. Sau đó cẩn thận hỏi, "Đại nhân sau này không định trở lại nơi này nữa sao?" Trần Lâm cũng không giấu giếm, gật gật đầu, nói, "Ít nhất trong vòng trăm năm sẽ không trở về, ta muốn bế quan một lần, toàn lực đột phá luyện hư trung kỳ, thế giới này chỉ sợ lại phải có biến hóa, nhiều một phần thực lực liền nhiều hơn một phần bảo đảm." Ẩn ý nhắc nhở một chút hắn lấy ra một ít đang dược cùng hai kiện linh bảo giao cho đối phương nói đây là cho ngươi và ngô vạn sơn ngươi cũng không nên nuốt riêng một mình có tin tức gì thì để lại ký hiệu ở cảnh tượng vạn giới minh sẽ có chuyên gia đối chiếu với các ngươi vâng lưu thắng nguyên biết một khi trần lâm lên tiếng ý chí sẽ không thể vi phạm không có nói nhảm dứt khoát đáp ứng đúng rồi trần lâm lại nói phối phương kia đã xuất hiện ở giới này rất có thể giới này có vật liệu chế tác tồn tại ngươi cũng lưu ý nhiều một chút vâng cẩn tuân pháp chỉ của đại nhân lưu thắng nguyên lần nữa đáp ứng hành lễ trần lâm không nói gì thêm một dương lệnh trong tay hơi sáng lên bóng người liền chậm rãi biến mất tại chỗ chủ nhân trong bạch vân một trường bàn hổ trông thấy trần lâm tiến vào lập tức tới chào hỏi sau đó nói chủ nhân đạo lữ của ta lại hỏng có thể làm cho ta một cái hay không được, lần này ta làm cho ngươi 10 cái, để thê thiếp của ngươi thành đàn, Trần Lâm một bên trả lời, một bên nhìn chung quanh nông trường. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên thân lão dây đầu trọc một mình chịu cỏ, nửa ngày sau, thấy đối phương không có phản ứng, mới thu hồi ánh mắt. Tiếp theo, đem tấm vé mỹ thực thông dụng ngũ tinh kia lấy ra, giao cho bàn hổ nói, nếu như tràng chủ đại nhân trở về, ngươi liền đưa vật này cho hắn, tuyệt đối không được làm hư, đã biết chủ nhân. Bàn hổ đáp ứng một tiếng, nhét vào trong một cái túi bệnh bằng cỏ xanh bên hông. Trần Lâm cũng không thèm để ý, cảnh tượng này ngoại trừ hắn và cách cách vân, người khác cũng không vào được, vé Mỹ thực không có khả năng bị mất, sở dĩ cho bàn hổ, là bởi vì nếu sau khi hắn bế quan, cách cách vân trở về hắn cũng không biết, rất dễ dàng bỏ lỡ. Thực ra hắn cũng rất muốn thưởng thức Mỹ thực ngũ tinh, nhưng nếu đã đồng ý với cách cách vân thì không thể đổi ý, nếu không hậu quả bị đối phương biết sẽ rất nghiêm trọng. Xử lý hoàn tất, Trần Lâm thông qua tiết điểm đi tới bên ngoài linh dược viên, dạo qua một vòng, dừng ở phía trước một gốc linh thảo. Gốc linh thảo này cao chừng một người, là cao nhất trong toàn bộ linh dược viên, rễ cây phía dưới rất dài, nhưng khi đến trên đó lại chỉ có hai phiến lá giống như bàn tay, hơn nữa hợp lại một chỗ, giống như là đang cầu phúc. Trước kia hắn chỉ hiếu kỳ linh thảo này là cái gì, cũng đã từng tra qua điển tịch, nhưng cũng không tra được hôm nay lại nhận được đáp án. Cỏ cầu nguyện, tác dụng cụ thể của loại cỏ này không thể biết được, nhưng trong phối phương Mỹ thực lưu thắng nguyên cho hắn, có đồ án linh thảo này, là một trong những tài liệu chủ yếu để chế tác linh thực. Món ăn kia gọi là mì ước nguyện. Dựa theo ghi chép trên phối phương, ăn nguyện vọng trước đó, chỉ cần sợi mì xuất hiện phản ứng, như vậy nguyện vọng sẽ được thực hiện. Hiệu quả này dùng từ không thể tưởng tượng nổi để hình dung cũng đã không đủ rồi, quả thực chính là kỳ tích hắn còn chưa từng nghe nói qua, có bảo vật gì có thể thực hiện nguyện vọng, cũng không trách được Thi Hữu Bình nói, phàm là người nhìn thấy phối phương này đều nói là giả. Lúc hắn vừa mới bắt đầu nhìn thấy tác dụng, cũng là bảo trì hoài nghi, nhưng nhìn thấy linh thảo trong tài liệu này, hắn liền tin một chút, nếu như là phối phương giả, sẽ không bị chuyển ra một loại linh thảo quý trọng như vậy. Nhưng cách điều chế này cũng làm cho hắn sinh ra cảm giác hoài nghi nồng đậm, cảm giác tự hồ trong tối tâm có lực lượng gì đó, muốn đem phần cách điều chế này đưa đến trên tay hắn bởi vì trong phối phương còn có một vị tài liệu chính đó chính là quy tắc bản nguyên vận mệnh phối phương này tổng cộng có ba loại tài liệu chính hắn trực tiếp có hai loại muốn nói chỉ là trùng hợp hắn thật sự rất khó tin tưởng thế nhưng điều khiến trần lâm nghĩ mãi không ra chính là ai lại đưa phối phương này đến trên tay hắn người đầu tiên nghi ngờ dĩ nhiên chính là niệm không loại năng lực nguyện vọng luôn luôn là sở trường của phật môn nhưng niệm không là muốn trừ khử hắn cho sản khoái sẽ tốt bụng đưa chỗ tốt cho hắn như vậy hoặc là nói lần này ra tay là chân niệm không là chủ thể của thiện niệm kia mà không phải phân thân bị ô nhiễm ma hóa nhưng nếu đối phương còn có năng lực như vậy cũng sẽ không cần trốn đông trốn tây ký thác hy vọng vào trên người hắn hơn nữa nếu đối phương làm tất nhiên là muốn hắn dùng hiệu quả cầu nguyện của phần linh thực này làm chút gì đó nhưng hắn vẫn chưa đạt được bất cứ sự nhắc nhở nào nếu như không phải là niệm không, khả năng lớn nhất chính là nữ nữ. Nếu là nữ nữ, vậy thì dễ làm rồi, đối phương khẳng định là hy vọng hắn nhanh chóng tăng trưởng thực lực, có năng lực đi trợ giúp đối phương. Ngoại trừ hai người kia, Trần Lâm nghĩ không ra còn có ai có năng lực như vậy. Mặc kệ là ai, chỗ tốt này ta đều nhận trước, Trần Lâm lạnh nhạt tha nhẹ một câu, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa chỉ cần là đồ vật được luyện chế ra từ năng lực thiên phú của mình là có thể được tín nhiệm ở mức độ cực lớn, huống chi hắn cũng không có ý định dùng mà là hiến cho Mỹ thực đảo. Mỹ thực có hiệu quả như vậy, chỉ cần luyện chế ra, ít nhất cũng phải là tứ tinh, thậm chí ngũ tinh, trở lại thế giới hiện thực. Trần Lâm trước luyện chế cho bàn hổ một nhóm đạo lữ đủ loại kiểu dáng phong cách, sau đó chân thân tiến vào Bạch Vân Mục Trường. Thu hồi kỳ nguyện thảo và một ít linh thảo khác, liền triệu hoán Chu Thế Ngô đến trước người, phân phó một phen, sau đó tiến nhập trạng thái bế quan. Trần Lâm ngồi ngay ngắn trong phòng tu luyện, lấy hạt lóe ra lôi quang. Mặt lộ vẻ do dự. Hạt này ẩn chứa lực lượng lôi đình không phải chuyện đùa, nếu như so sánh, ít nhất cũng tương đương với nội đang yêu thú lôi thuộc tính cấp 7. Cũng không biết A Lan là từ đâu lấy được, một bình túy thần nhưỡng của hắn, thật đúng là so ra kém giá trị của vật này. Hiện tại hắn có hai phương pháp dùng vật này. Một là hấp thu, tăng độ thích ứng với lực lôi đình, như vậy có thể tăng cảm ứng với quy tắc lôi hệ trong thiên địa, tốc độ tu luyện tăng nhanh không ít. Một cái khác chính là dùng để nuôi thần kiếm. Hắn phát hiện, năng lượng trên quả hạch này, có thể cùng lôi thần kiếm sinh ra liên hệ đặc thù, hẳn là có thể giống như hạt sáng bản nguyên la, dùng để hấp thu lớn mạnh tiên thiên lôi văn. Hai phương diện này hắn đều cần, cho nên có chút do dự. Nhưng rất nhanh, Trần Lâm đã hạ quyết tâm, vẫn là dùng để tăng lên lôi thần kiếm, nếu là bình thường, hắn có thể sẽ tăng lên tự thân, dù sao đối với tu sĩ mà nói, tu vi mới là căn bản, cái khác hết thảy đều là phụ trợ. Nhưng sau khi bế quan, hắn có thể sẽ đi hoàn thành nhiệm vụ tước vị, hiện tại còn không biết nhiệm vụ này là chân thân tiến vào hay là hình chiếu tiến vào, cho nên lôi thần kiếm là ác chủ bài không thể thiếu, quy lực tự nhiên càng mạnh càng tốt. Làm ra quyết định, Trần Lâm liền không do dự nữa, lấy lôi thần kiếm ra, từng chút một thôn vệ luyện hóa năng lượng bên trong hộp. Một năm sau, Trần Lâm nhìn xem tiên thiên lôi văn lại lớn thêm một đoạn, lộ ra vẻ hài lòng. Một hạt nho nhỏ này ẩn chứa năng lượng không thua gì một phần hạt sáng căn nguyên của phân thân la, khiến hắn vừa kinh hỉ đồng thời cũng sinh ra lòng hiếu kỳ đối với quả hạch. Đến tột cùng là loại trái cây gì, sẽ có được hộp như vậy, ngay cả hộp cũng có tác dụng như vậy, nếu có thể đạt được một quả, lại có thể khiến lôi thần kiếm lớn mạnh bao nhiêu hắn không khỏi động tâm không thôi đem hột trên tay quan sát nhiều lần trên hạt còn có lôi đình chi lực nhàn nhạt, nhạt đây là hắn cố ý lưu lại miễn cho năng lượng hao hết hạt mất đi sinh cơ hắn nghĩ muốn đem cái hạt này đào tạo thoáng một phát nhìn xem có thể trồng ra cây giống hay không đương nhiên phỏng chừng khả năng cực kỳ bé nhỏ nhưng trái phải bất quá là lãng phí một chút lôi đình chi lực mà thôi vạn nhất trồng ra vậy coi như kiếm lớn nghĩ tới đây Trần Lâm đứng dậy xuất quan. Tiếp theo, hắn muốn thử nâng như ý đảo lên vị trí cũ, sau khi thích ứng một thời gian ngắn, hắn bắt đầu chính thức bế quan, tăng cao tu vi. Chủ nhân, rời khỏi động phủ, tiểu thảo lập tức phi thân tới. Trần Lâm gật đầu, nói, chu thế ngô đâu, có phát hiện hòn đảo mới nào không? Bẩm chủ nhân, tìm được một cái, còn rất lớn, so với lương thiên đại lục cũng lớn, bất quá chỉnh thể đẳng cấp tương đối thấp, ta để cho chu thế ngô mang theo xảo lương cùng viên chấn hải đi sưu tập mỹ thực cùng tài liệu định vị uyên ương thạch cùng truyền tống trận loại nhỏ cũng bố trí xong chủ nhân muốn đi xem không tiểu thảo giới thiệu một chút tình huống ánh mắt trần lâm lập tức sáng ngời so với đảo phù không của lương thiên đại lục còn lớn hơn khả năng có được thức ăn ngon cũng không nhỏ nhưng đẳng cấp thấp tài liệu hắn cần sợ rằng khó có thể tìm được muốn chế tác mì nguyện vọng cần ba loại tài liệu chủ yếu theo thứ tự là cỏ cầu nguyện quy tắc bản nguyên của vận mệnh còn có một cái tên gọi là vô tận thủy hiện tại hắn có hai loại trước nhưng vô tận thủy lại không biết là cái gì chỉ có thể chậm rãi tìm hiểu trước không cần chờ tin tức là được trần lâm trả lời một câu phù không đảo độ cao này có tỷ lệ có thứ tốt không lớn hắn bây giờ có rất nhiều chuyện cần làm không cần thiết tự mình đi mặt khác hắn còn lo lắng một việc thiên phú bản nguyên của mình có thể dùng để chế tác vật phẩm thần kỳ như thế rất dễ dàng khiến cho người khác ngấp nghé hiện tại vẫn chưa biết tác dụng của nguyện vọng sợi mì như thế nào nếu hiệu quả nghịch thiên vậy thì hắn sẽ gặp nguy hiểm một khi tin tức bị tiết lộ cả ngày đều phải lo lắng đề phòng bị bắt đi rút bản nguyên muốn phong tỏa phối phương của nguyện vọng mì cũng không thực tế dựa theo lời thi hữu bình nói người xem qua phối phương linh thực này có rất nhiều cụ thể ai xem qua cũng không cách nào xác định coi như diệt khẩu cũng không tìm được người cho nên biện pháp tốt nhất chính là giấu giếm năng lực thiên phú của mình từ lúc vừa mới bắt đầu năng lực thiên phú của hắn tuyên dương ra bên ngoài chính là khí vận mà không phải vận mệnh biết hắn có thiên phú vận mệnh ngoại trừ nữ nữ chính là quan cầu muốn tiến hành đoạt xá hắn đương nhiên cũng không loại trừ còn có người khác biết nhưng khẳng định không nhiều suy nghĩ một hồi trần lâm âm thầm lắc đầu loại chuyện này lo lắng cũng vô dụng, năng lực thiên phú lại không thể bóc ra, chỉ có thể tự mình cẩn thận một chút. Tất cả thiên phú bản nguyên đều có công dụng, ví dụ như Tây Môn Vô Tuyết có thể dùng để luyện chế luyện hồn đan, mọi thứ đều có lợi có hại, muốn đạt được chỗ tốt thì phải trả giá. Thu hồi tâm tư, Trần Lâm dò xét một vòng trên đảo. Phát hiện những việc hắn dặn dò hầu như đều đã xử lý gần xong, linh dược viên và linh thú viên đã có quy mô sơ khai, nhưng ngoài bạch ngọc linh miễu ra thì không có thứ gì tốt ở bên cạnh linh dược viên là một hồ nước được mở rộng theo gió mát nhẹ nhẹ từng gợn sóng lăn tăng cũng coi như là có chút tình thú sơn thủy đừng thấy giới diện này có cấu tạo đặc biệt trên dưới chia làm vô số tầng nhưng khí hậu tự nhiên không khác với các giới diện khác cũng có mưa gió sấm chớp cũng có nhật nguyệt tinh tú nhưng nhật nguyệt tinh thần đều ở chỗ cực cao cũng không biết thật sự nhật nguyệt hay là phù không đảo tầng cao nhất có lẽ đối với nhân tài tầng dưới chót nhất mà nói những hòn đảo lơ lửng như bọn họ cũng là một bộ phận của ngôi sao. Vòng vo một hồi, Trần Lâm đi tới đài độ kiếp. Bái kiến đại nhân, Trịnh Huyền Thanh đang kiểm tra trên đài độ kiếp, thấy Trần Lâm tới, lập tức bái kiến. Trần Lâm gật đầu, nói, chuẩn bị thế nào rồi, bẩm đại nhân, đã chuẩn bị xong xuôi, Trịnh Huyền Thanh mặt mang vẻ kích động, lập tức trả lời. Ồ, vậy thì bắt đầu đi, ta trước tiên bố trí một chút trận pháp. Trần Lâm nhàn nhạt mở miệng. Sau đó lấy ra cờ trận và trận bàn, bắt đầu bố trí. Coi như đối với trận pháp chi đạo lại không có thiên phú gì, qua nhiều năm như vậy, hắn đối với trận pháp có hiểu biết rất sâu, nhất là trận pháp phòng ngự, càng là rất có tâm đắc. Rất nhanh, một bộ trận pháp phòng ngự đã bố trí xong. Tiếp theo, Trần Lâm lại lấy ra tài liệu, bố trí một bộ thập phương hóa kiếp đại trận, đây là bách hoa tiên tử cho hắn trận pháp chuyên môn dùng để hóa giải thiên kiếp, căn cứ đẳng cấp tài liệu khác biệt, có thể hóa giải cường độ thiên kiếp cũng khác biệt, cao nhất có thể hóa giải hợp đạo đại kiếp. Thật ra một kim đang lôi kiếp hoàn toàn không cần dùng trận pháp cao thâm bực này, có hắn ở đây, Trịnh Huyền Thanh không có bất kỳ nguy hiểm gì, hắn chỉ muốn thử xem, hiểu biết chi tiết trận pháp này một chút mà thôi. Được rồi, bắt đầu đi, Trần Lâm phủi tay, đối với trận pháp mình bố trí tỏ vẻ rất hài lòng. Tiếp theo, hắn lại thi triển thiên phú thần thông, xem xét vận mệnh trường hà của đối phương một chút, không thấy nguy hiểm gì, liền lui sang một bên lẳng lặng quan sát. Đây là tu sĩ độ kiếp đầu tiên trên như ý đảo, tất cả mọi người chạy tới quan sát. Trịnh Huyền Thanh cảm thấy áp lực, nhưng nghĩ đến có cường giả luyện hư giúp hắn lượt trận, không có khả năng xảy ra vấn đề gì, liền nhẹ nhõm đi lên đài độ kiếp, trước tiên nuốt thất tinh đang vào, sau đó lấy ra một tấm trắng màu đen, thúc giục pháp lực, dẫn phát thiên kiếp. Trần Lâm nhìn lên phía trên, chỉ thấy mấy ngàn thước trên không bỗng nhiên giăng đầy mây đen, sấm chớp rền vang. Lập tức một đạo lôi đình ngưng tụ mà thành, ầm vang rơi xuống, ánh mắt hắn lộ ra vẻ hiểu rõ. Xem ra lôi kiếp ở đây cũng phân cao độ, cũng không phải đều xuất hiện từ chỗ cao nhất trên mái vòng, nếu như là tu sĩ ở không gian phía dưới độ kiếp, như vậy địa phương hình thành lôi điện cũng sẽ ở phía dưới. Nếu là loại tình huống này, Vậy khẳng định là càng ở chỗ cao, độ kiếp càng dễ dàng, bởi vì càng lên cao, linh khí càng nồng đậm, tốc độ tu sĩ khôi phục càng nhanh. Làm được trong lòng hiểu rõ, Trần Lâm liền không chú ý bầu trời nữa, mà là đem lực chú ý phóng tới trên người Trịnh Huyền Thanh, đồng thời cảm ứng quy tắc biến hóa trong thiên địa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể phải ở cái giới diện này vượt qua hợp đạo đại kiếp nạn, hiện tại bắt đầu chuẩn bị đã không tính là sớm có thập phương hóa kiếp đại trận trịnh huyền thanh rất nhẹ nhàng chỉ bằng một cực phẩm phòng ngự linh khí đã có thể đón đỡ được toàn bộ lôi kiếp lúc trước hắn cho đối phương thanh ma đan cho nên tâm ma kiếp cũng không xuất hiện dị thường dễ dàng tấn thăng đến kim đan cảnh đệ tử trịnh huyền thanh bái kiến sư tôn trịnh huyền thanh hơi khôi phục liền phi thân xuống đài quỳ gối trước mặt trần lâm trần lâm gật đầu nói căn cơ của ngươi coi như vững chắc nhưng cũng không cần kiêu ngạo Kim Đan Kỳ cũng chỉ là giai đoạn cấp thấp của tu sĩ mà thôi, đại đạo chi đồ dài dằng dặc, hơi lười biếng sẽ mất đi cơ hội tấn thăng. Đa Tạ sư Tôn dạy bảo, đệ tử nhớ kỹ. Trịnh Huyền Thanh vội vàng đáp lại. Trần Lâm suy nghĩ một chút, tìm kiếm trong nhẫn trữ vật một chút, lấy ra một kiện ngụy linh bảo phi kiếm. Dùng pháp lực nâng đưa đến trước mặt đối phương nói, món bảo vật này ngươi dùng trước đi, nếu biểu hiện tốt, đan dược bảo vật cũng sẽ không thiếu ngươi trở thành đệ tử chính thức cũng không phải là không có cơ hội. Trịnh Huyền Thanh mừng rỡ, bái tạ lần nữa. Hắn chờ chính là hứa hẹn này. So với bảo vật, hắn càng để ý thân phận đệ tử chính thức hơn. Đệ tử chính thức và đệ tử ký danh, đây chính là chênh lệch rất lớn, nếu có thể trở thành đệ tử chính thức, hắn tin tưởng hắn sẽ đi xa hơn so với Lâm Tiện Tiên và Thạch Kiên. Được rồi, mọi người đều tự làm việc của mình đi, Trần Lâm khoát tay áo, quay người trở về động phủ những ngày tiếp theo bắt đầu luyện chế đan dược tìm hiểu công pháp bí thuật chuẩn bị bế quan đại nhân bên phía vạn giới minh đã liên lạc xong rồi một ngày này vương thiên lâm đến đây bẩm báo trần lâm lập tức thần sắc khẽ động nói hẹn thời gian gì hiện tại người nọ đang chờ ở bên trong vương thiên lâm cung kính trả lời trần lâm gật đầu nói làm không tệ đi tới chỗ tây nguyên xảo nhận lấy một viên đại phá kính đan coi như là phần thưởng Đa tạ đại nhân, Vương Thiên Lâm không người lui ra. Trần Lâm chờ đối phương rời đi, triệu hoán tiểu thảo đến bên người, sau đó đóng cửa động phủ lại, lấy trứng chim ra tiến nhập yểm giới. Trong sơn động của vạn giới minh, không biết các hạ sân hô như thế nào, thân hình Trần Lâm hiện ra, trước dò xét một chút tình huống trong ngoài sơn động, sau đó mở miệng hỏi thăm thanh niên áo trắng trước mặt. Bẩm tiền bối, vãn bối tên là Lỗ Anh Nam, đến từ hách tháp tầng thứ hai của tinh bắc giới, Nghe lỗ anh nam tự giới thiệu, Trần Lâm cũng không ngoài ý muốn. Tu sĩ từ tinh bắc giới tới đây, trên cơ bản đều lấy được trứng chim từ tay Lam Điệp Nhi, vì vậy đa số đều trong phạm vi của hắc tháp. Lam Điệp Nhi hiện tại còn ở gần hắc tháp không? Trần Lâm trực tiếp hỏi. Ánh mắt lỗ anh nam chớp lên, nói, người tiền bối nói ta cũng không quen thuộc, chỉ là nghe nói qua, nhưng cho dù vị tiền bối này đi hắc tháp thành, cũng sẽ không đi tầng thứ hai. Nói xong, cả không đợi Trần Lâm hỏi lại, mà vội vàng mở miệng nói, lúc trước Vương Đạo hữu nói tình huống là thật, tiền bối trên tay có lộ dẫn cấp 2 không? Trần Lâm lạnh nhạt nói, đương nhiên là có, chỉ là lộ dẫn cấp 2, còn không đáng ta nói dối. Nói xong lấy ra một cái chỉ dẫn cấp 2 lung lay. Bản thân hắn cũng không cần lộ dẫn, lộ dẫn cấp 2 này là sớm chuẩn bị xong. Ánh mắt Lỗ Anh Nam lập tức sáng lên, cấp 2 lộ dẫn đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu, chỉ có cấp 2 lộ dẫn hắn liền có thể đi thăm dò rất nhiều cảnh tượng của bảo vật kia. Vì vậy tiếp tục hỏi, tiền bối cần ta làm cái gì, mới có thể dẫn đường cấp 2 cho ta, Trần Lâm nhìn đối phương, nói, ta cần ngươi giúp ta tìm hiểu một tin tức, bất quá ta xem cường độ linh hồn của ngươi, tu vi e rằng không cao hơn kim đan, ngươi có năng lực đi lại giả ngoại không, tiền bối muốn ta đi nơi nào, lỗ anh nam lập tức hỏi. Lập tức lại giải thích, bây giờ khí tức tà ác trong thiên địa đã yếu bớt, số lượng tà thú cũng ít đi rất nhiều, quy tắc của vùng đất tà ác cũng không mạnh mẽ như vậy chỉ cần không quá xa ta vẫn có thể đi qua ồ khí tức tà ác bên kia cũng giảm bớt sao trần lâm hiện ra vẻ kinh ngạc trước đó khi đi tinh nam giới hắn phát hiện khí tức tà ác trong thiên địa trở nên rất yếu ớt hơn nữa từ sau khi giới diện vỡ tan con mắt lớn màu đỏ tươi kia chưa từng xuất hiện loại tình huống này hẳn là có quan hệ với tu la kia năng lượng tiêu hao quá độ đúng vậy tiền bối hiện tại ngay cả phía cực bắc cốt sơn nơi đó tà ác quy tắc đều yếu đi rất nhiều rất nhiều tu sĩ đều đi trước tìm bảo vật hắt tháp người càng ngày càng nhiều trần lâm nhẹ gật đầu xem ra nhiều năm như vậy trôi qua từng nơi đều biến hóa không nhỏ trong hắt tháp thành còn có một số người hắn quen biết nhưng hắn không hỏi mà trực tiếp nói với đối phương nơi ta muốn cho ngươi đi cũng không tính là xa dựa theo cách nói của ngươi hẳn là không có vấn đề hơi dừng lại một chút hắn lại nói nhưng mà giao dịch này cần phải giữ bí mật ngươi không được tiết lộ nội dung giao dịch với bất kỳ ai điểm này cần phải dùng khế ước yểm giới để ước thúc ngươi không có ý kiến gì chứ không ý kiến lỗ anh nam vui vẻ đồng ý ký kết khế ước đối với hắn cũng có chỗ tốt miễn cho sự tình làm xong không lấy được lộ dẫn cùng cường giả giao thiệp loại tình huống này rất phổ biến trần lâm hiểu rõ ý nghĩ của đối phương khẽ gật đầu lập tức lấy ra một tờ khế ước song phương ước định nội dung giao dịch cùng hạn chế đánh vào linh hồn lạc ấn sau khi khế ước được tạo ra hắn mới mở miệng nói yêu cầu của ta rất đơn giản ngươi đi càng nguyên thành một chuyến giúp ta nghe ngóng tin tức của hai người tìm tới sau truyền lời cho ta sau đó lại đem lời nhắn của đối phương truyền về cho ta là được rồi nói xong nói rõ tình huống của thanh hoa quận chúa cùng lạc tiểu ngư một chút thần sắc lỗ anh nam buông lỏng chuyện này không tính khó khăn thương đội càng nguyên thành cơ hồ tùy thời đều có, hắn đi theo thương đội là được. Nghĩ tới đây, hắn ông quyền nói với Trần Lâm, vậy tiền bối cứ chờ tin tức tốt của ta đi, ngắn thì một năm, lâu là hai năm, nhất định sẽ hồi âm cho tiền bối, nói xong, thân hình chậm rãi biến mất. Trần Lâm suy tư một chút, lại đi tới bên ngoài sơn động nhìn thoáng qua con chim lớn đang ấp trứng trên đồng cỏ, cũng bài xích rời đi. Trở lại như ý đảo, hắn tiếp tục chuẩn bị bế quan đồng thời cũng chờ đợi tin tức của lỗ anh nam. Nếu như thanh hoa quận chúa hai người còn ở càng nguyên thành, vậy hắn cũng yên tâm, về sau tích lũy đủ điểm, làm hai tấm thư mời mỹ thực cho hai người, liền có thể thông qua mỹ thực đảo trung chuyển, đưa người đến bên này. Trước kia sở dĩ không muốn sử dụng con đường này, chủ yếu là tu sĩ trong phạm vi hắc tháp gia nhập vạn giới minh, đều là lấy được trứng chim từ chỗ Lam Điệp Nhi, hắn lo lắng tin tức tiết lộ, bị Lam Điệp Nhi tìm được thanh hoa quận chúa các nàng, dùng cái này để uy hiếp hắn bây giờ lam điệp nhi đã lâu không lộ diện không biết là tẩu hỏa nhập ma hay đã rời khỏi hắc tháp lo lắng này cũng không còn nữa lỗ anh nam cũng không phải là nhóm tu sĩ cùng tiến vào với lam điệp nhi mà là gần đây mới gia nhập vạn giới minh về phần nơi phát ra môi giới trứng chim của đối phương vậy cũng không cần quản có thể là giao dịch đạt được cũng có thể đến từ giết người đoạt bảo cái này cùng hắn không quan hệ chỉ chớp mắt đã hai năm trôi qua đám người chu thế ngô lần lượt trở về nhưng thu hoạch lại không nhiều. Thức ăn ngon ngược lại là thu thập được một chút, nhưng mà có thể phù hợp yêu cầu, Trần Lâm cảm thấy cũng chỉ là một hai phần, còn không quá chắc chắn. Tài nguyên tu luyện cũng không thu thập được bao nhiêu, phần lớn đều là nguyên anh trở xuống, ngay cả hóa thần cấp cũng ít, chớ nói chi là cấp bậc luyện hư. Về phần nói vô tận nước luyện chế nguyện vọng mì, càng là ngay cả một chút tin tức cũng không có nghe được. Ba người đều có vẻ có chút vẻ quải, Trần Lâm ngược lại cảm thấy rất bình thường tài nguyên tu luyện có liên quan mật thiết đến môi trường sống, ở tầng lớp thấp kém này, muốn tìm được tài nguyên cao cấp là không thực tế. Vì vậy hắn quyết định, lập tức đem phù không đảo lên cao. Mấy năm nay Trần Lâm không nhàn rỗi, lại gia cố đại trận bảo vệ như ý đảo một phen, đã có uy năng chống cự dị thú cấp 6, hơn nữa có sát thần hoa, không có nguy hiểm quá lớn. Đem tình huống cùng mọi người nói rõ một phen, mọi người mặc dù có chút tâm thần bất định, nhưng cũng biết không cách nào cải biến ý chí của Trần Lâm, chỉ có thể bắt tay vào chuẩn bị. Mấy ngày sau, như ý đảo rung lên, bắt đầu thẳng tắp cất cao. Mãi cho đến khi lên một tầng mới dừng lại. Không gian của phù không giới phân tầng, mỗi tầng đều có một loại năng lượng thần bí, có thể nâng phù không đảo giữ ổn định, cho nên mỗi lần di động phải là một tầng, không thể lơ lửng giữa hai tầng. Nguy hiểm chủ yếu của tầng này đến từ mũi mặt người, tất cả mọi người chú ý một chút, một khi phát hiện mũi mặt người xâm lấn, liền lập tức tiến vào trong động phủ nhỏ bé, cũng kịp thời báo cho ta biết, đi vào thượng tầng, Trần Lâm đem người trên đảo đều tập hợp một chỗ, trầm giọng dặn dò. Những người này đều là thành viên tổ chức hắn chế tạo, giữ lại có tác dụng, nếu chết ở dưới miệng mũi mặt người, công phu trước đó coi như uổng phí. Thấy Trần Lâm nói ngân trọng, tất cả mọi người đều có chút khẩn trương. Nhưng sau khi cảm nhận được linh khí nồng đậm trong thiên địa, lại có chút hưng phấn. Tu luyện ở trong hoàn cảnh như vậy, tu vi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, mặc dù trên đảo có linh tinh, nhưng đó là tài sản riêng của Trần Lâm, bọn họ cũng không thể tùy tiện sử dụng, hơn nữa linh tinh dù thuần túy như thế nào, cũng không có trực tiếp hấp thu linh khí tu luyện tốt. Trần Lâm thấy thế, phân phối nhiệm vụ một chút, liền gọi Chu Thế Ngô vào trong động phủ. Thế nào, có lòng tin đột phá không? Những năm này, ở dưới lượng lớn đang dược cung ứng, tu vi của đối phương đã đạt đến cảnh giới viên mãn, có thể thử tấn chức hóa thần. Chu Thế Ngô do dự một chút, vừa muốn nói chuyện, đã bị Trần Lâm ngăn cản. Nếu như lòng có do dự, đó chính là không chuẩn bị tốt. Đột phá hóa thần không thể coi thường được. Cho dù có đang dược phụ trợ, xác suất thành công cũng là 10 không được một, không có niềm tin kiên định là không thể nào thành công. Lại củng cố một đoạn thời gian đi, Chu Thế Ngô biến sắc, bỗng nhiên nói, đệ tử cô phụ mong đợi của sư phụ. Trần Lâm khoát tay áo, nói, không có gì cô phụ hay không cô phụ. Nếu đã thu ngươi làm đồ đệ, ta sẽ cố gắng hết sức làm tròn trách nhiệm của một sư phụ, không cần phải có áp lực. Cho dù ngươi có tấn thăng đến hóa thần, thì với ta mà nói cũng chẳng có gì khác với nguyên anh cả, cũng không thể giúp được gì. Khóe miệng Chu Thế Ngô co giật một chút, thấp giọng xác nhận, sau đó cáo lui. Tiếp theo Trần Lâm lại gọi Vương Thiên Lâm đến trước mặt, hỏi, "Lỗ Anh Nam kia còn chưa có tin tức sao?" Vương Thiên Lâm vội vàng trả lời, "Hồi bẩm đại nhân, không có ấn ký đối phương lưu lại, bất quá ta sẽ thời khắc chú ý, Trần Lâm nhíu nhíu mày. Lúc trước đối phương đã nói, ngắn thì một năm, lâu là hai năm, nhưng bây giờ đã qua hai năm, lại còn chưa hồi âm, chỉ sợ là đã xảy ra biến cố gì đó. Nghĩ tới đây hắn lại hỏi, trong những năm này, trừ người này ra, còn có tu sĩ tinh bắt giới khác xuất hiện, nếu người này không được, vậy thì đổi một người khác. Vương Thiên Lâm lại lắc đầu nói, hồi bẩm đại nhân, ngoại trừ lỗ anh nam này, đã rất lâu không có tu sĩ tinh bắc giới xuất hiện, dựa theo tin tức tiết hồng lan tiền bối cho, năm đó đám tu sĩ đạt được trứng chim từ trong tay Lam Điệp Nhi kia, chỉ sợ đều đã chết. Trần Lâm trầm mặt. Tình huống này hắn cũng không nghĩ tới, nhưng cũng không quá bất ngờ. Thời gian trôi qua lâu như vậy, nếu như chỉ là tu sĩ trúc cơ, thọ nguyên đã sớm hao hết, coi như tu sĩ kim đan, kết đan muộn mà nói cũng không xê xích gì nhiều huống chi người nguyện ý gia nhập vạn giới minh đều là người nóng lòng thăm dò yểm giới lấy hung hiểm của yểm giới mà chết cũng không kỳ quái cho dù lam điệp nhi chết cũng là bình thường nhiều năm như vậy thành viên của vạn giới minh thế nhưng là đổi từng người một những nguyên lão kia đã không còn lại cái gì người khác có chết hay không trần lâm cũng không thèm để ý nhưng nếu muốn tìm người giúp đỡ tìm hiểu tin tức lại là một vấn đề được rồi vậy ta không đợi nữa ngươi tiếp tục chú ý nếu có tin tức thì báo cáo với tiểu thảo. Trần Lâm không có ý định đợi thêm nữa. Ngàn năm nhìn qua rất dài, nhưng cũng không thể trì hoãn, nhất định phải nắm chặt thời gian tăng cao tu vi, chỉ có tăng tu vi lên tới hợp đạo cảnh, mới có chút sức mạnh. Ôm ý nghĩ như vậy, hắn thông báo cho tiểu thảo một tiếng, liền tiến vào phòng tu luyện chuyên môn chế tạo, sau khi khởi động trận pháp, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Nhán một cái, chính là 10 năm qua đi. Trong thời gian này không phát sinh tình huống gì, như ý đảo chậm rãi phiêu đảng trong hư không, không có gặp được nguy hiểm quá lớn. Ngược lại cũng gặp phải mấy lần công kích của hư không thú, nhưng cường độ không lớn, đều bị đại trận hộ đảo ngăn ở bên ngoài. Mặt khác còn gặp phải một đám mũi mặt người, tuy nhiên còn chưa tới gần hòn đảo thì đã bị tiểu thảo nên đón đánh chết, một con cũng không thể chạy thoát. Kiếm khí kinh thiên của tiểu thảo khiến mọi người trên đảo rất chấn động, rốt cuộc cũng yên tâm, không còn lo lắng vì an toàn, bắt đầu đắm chìm trong tu luyện. Thời gian 10 năm, tu vi Trần Lâm tăng trưởng một đoạn nhỏ, điều này làm cho hắn cảm thấy rất hài lòng. Đến độ cao như luyện hư, tu vi có thể tăng trưởng đã rất đáng quý rồi, huống chi tốc độ còn không chậm, việc đại bộ phận luyện hư tu sĩ đều kẹt ở luyện hư sơ kỳ không cách nào tiến thêm. Nhưng so với tu vi tiến bộ, những chỗ khác không được như ý, lỗ anh nam từ đầu đến cuối không xuất hiện, cũng không thể tìm được tu sĩ khác của tinh bắc giới, tin tức bên kia tạm thời bị cắt đứt. Phù không giới bên này cũng không gặp được đảo nổi cỡ lớn, mỹ thực và tài nguyên tu luyện đều không có đường để thu hoạch, đảo phù không nhỏ thì gặp mấy cái, nhưng đều nhanh chóng đi qua, cũng không có ý dừng lại. Tuyết qua bên kia, người thuê thăm dò tiến vào cảnh tượng huyền âm đại vương một đi không trở lại, tuy rằng nghe nói thân thể vẫn còn sinh mệnh thể, nhưng hơn 10 năm trôi qua, hy vọng có thể bình yên trở về chỉ sợ không lớn. Trần Lâm hoài nghi, đối phương cũng giống như hắn lúc trước, bị vây ở trong địa lao kia, nếu thật như thế, nghĩ ra chỉ sợ không dễ dàng. Những chuyện này, không có một cái nào thành công, có thể nói là mọi việc không thuận. Mặt khác, việc thăm dò cảnh tượng của ngón tay đen cũng đình trệ lại, lão tu lại bỏ thêm mấy cái vào, không thể mang ra thêm bất cứ tin tức gì, lão tu trước đó nói đừng tin nhắc nhở, đến nay cũng không biết là có ý gì. Nghĩ một hồi, Trần Lâm lắc đầu, lấy ra một viên đang dược nuốt vào, tiếp tục tu luyện. Chuyện nên làm hắn đều đã làm, không có kết quả hắn cũng không có cách nào. Thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa, 50 năm vội vã trôi qua. Trong phòng tu luyện, Trần Lâm như lão tăng nhập định, không nhúc nhích, nhưng trên người lại tản ra từng đợt năng lượng cường đại dao động. Dao động càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng hình thành một vòng xoáy năng lượng, xoay tròn rất nhanh, nhưng chỉ chốc lát sau, vòng xoáy liền bình ổn lại, chậm rãi tiêu tán. Ai, Trần Lâm thở dài một tiếng, mở mắt vẫn còn kém một chút hỏa hầu a, à, hắn hoạt động thân thể một chút, đứng lên, cất bước đi ra phòng tu luyện. Chủ nhân, trông thấy Trần Lâm, Tiểu Thảo đang ngẩn người trong đại sảnh lập tức tiến lên, bộ dạng hỏi thăm. Trần Lâm lắc đầu, không thành công, tích lũy vẫn không đủ, dựa vào bế quan là không cách nào đột phá, đi ra bên ngoài xem một chút đi, kế hoạch ban đầu của hắn là thừa thế xông lên đột phá luyện hư trung kỳ, dự tính phải mất trăm năm, cũng đã chuẩn bị đầy đủ nhưng thế sự không bằng người nguyện, bây giờ Tu Vi đã đến luyện hư sơ kỳ đỉnh phong, tốc độ là vượt qua mong muốn, thế nhưng liên tục trùng kích ba lần đều không thể thành công đột phá, lại cứng rắn mài xuống cũng vô dụng, chỉ có thể xuất quan. Ồ tiểu thảo ồ một tiếng, sau đó liền không có thanh âm, một câu an ủi cũng không có. Nàng quan tâm chỉ là an nguy của Trần Lâm, về phần Tu Vi cao thấp, cơ bản không quan tâm, thậm chí còn hy vọng thực lực Trần Lâm không quá cao, như vậy nàng mới có thể đưa đến tác dụng bảo hộ trần lâm cũng đã quen với phong cách của đối phương không có để ý mà trầm ngâm một chút nói ngươi cảm thấy ta lại tới vạn hoa cốc thả câu một lần có khả năng thành công không tu vi không thể tăng cường nhưng nhiệm vụ tước vị vẫn phải làm vì vậy y có ý đồ với vạn hoa cốc đây cũng là biện pháp duy nhất có thể nhanh chóng gia tăng sức chiến đấu ở yểm giới nếu có thể câu được một thủ hạ mạnh mẽ như hoa như ngọc cơ hội hoàn thành nhiệm vụ sẽ tăng nhiều trên mặt Tiểu Thảo lộ ra vẻ suy tư hiếm thấy, sau đó lắc đầu nói, "Tiểu Thảo này cũng không thể xác định, ngoại trừ hoa tỷ tỷ, ta cùng những hoa cỏ khác cũng không có tiếp xúc." Trần Lâm nhẹ gật đầu. "Không phải là chưa tiếp xúc, trước kia Tiểu Thảo đã từng nói, hoa cỏ xung quanh nàng còn thường xuyên bắt nạt nàng, cướp đoạt năng lượng của nàng. Cho nên lần này đi câu cá, cũng phải đổi một cái đài câu cá khác." "Kiếm khí của ngươi tăng lên thế nào rồi?" Trần Lâm cảm ứng một chút kiếm khí của Tiểu Thảo rất là mơ hồ, vì vậy mở miệng hỏi có chút lợi hại, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thảo căng cứng, lạnh lùng trả lời. Ua, Trần Lâm nhìn bộ dáng đối phương, lập tức hứng thú, treo chọc nói, lợi hại cỡ nào, có thể cho ta mở mang kiến thức hay không? Không được, Tiểu Thảo sợ làm chủ nhân bị thương. Mặt Tiểu Thảo không chút biểu cảm, giống như đang trình bày một sự thật. mạnh như vậy sao? Trần Lâm có chút hồ nghi. Tiểu Thảo cũng không phải người nói dối. Nếu đã nói như vậy, hẳn là có khả năng như vậy. Rất mạnh. Tiểu Thảo lại nói một câu. Trần Lâm dở khóc dở cười, lòng tự tin của đối phương bùng nổ, nhất định phải lĩnh giáo một chút mới được. Đi, để cho ta nhìn xem mạnh bao nhiêu, hắn kéo bàn tay nhỏ của đối phương, đi ra phía ngoài. Đến ngoài động phủ, Trần Lâm Bình muốn tiến lên bái kiến người, mang theo Tiểu Thảo trực tiếp bay ra khỏi hòn đảo đại trận, trôi nổi ở trong hư không. Tới đi, ta xem thực lực của ngươi đạt tới trình độ nào, Trần Lâm tiếp phát toàn bộ thanh đằng thuẫn, nghi mặt mở miệng nói. Được, thấy Trần Lâm thật muốn thí nghiệm, tiểu thảo không cự tuyệt nữa, nói một chữ tốt, sau đó liền thấy một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Trần Lâm biến sắc. Tốc độ của một kiếm này quá nhanh, cho dù hắn đã có chuẩn bị, vẫn khó có thể tránh né, hơn nữa trong kiếm khí mang theo một cổ ý cảnh đặc biệt, trực tiếp khóa chặt hắn. Hắn có loại cảm giác vô luận hắn tránh né như thế nào đạo kiếm khí này đều tất nhiên sẽ rơi vào trên người của hắn nhưng có một điểm hắn không cảm ứng được sát cơ trên đạo kiếm khí này nếu không uy lực kiếm khí còn có thể càng mạnh hơn nữa trần lâm không có tránh né mà ý niệm trong đầu khẽ động thả ra vài sợi dây leo quấn quanh kiếm khí nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là cành mây của thanh đằng thuẫn lại trực tiếp bị đẩy ra kiếm khí không giảm trực tiếp chém lên người hắn ông một trận năng lượng khủng bố ba động hình thành, đem không gian chung quanh chấn động đến không ngừng vạn vẹo. Thanh đằng chuẩn bị kiếm khí chém trúng xuất hiện một vết trách cực lớn, mặc dù không bị chém vỡ nhưng mà phong mang trong kiếm khí cũng làm cho Trần Lâm da đầu rung lên. Được, Trần Lâm lên tiếng tán thưởng. Một kiếm này, đã đạt đến uy năng đạo vận thất trọng trở lên, hơn nữa đối phương rõ ràng không dùng toàn lực, nếu như dùng toàn lực, chỉ sợ có thể đạt tới cực hạn của cảnh giới đạo vận, trong mắt tiểu thảo hiện lên một tia đắc ý nhưng lập tức thu liễm lại mặt không đổi sắc bay đến sau lưng trần lâm cùng một chỗ trở lại đảo đối phương làm ra vẻ khiến trần lâm buồn cười nhưng không vạch trần sau khi đáp xuống đảo lập tức gọi đám người chu thế ngô đến cùng một chỗ kiểm tra hỏi thăm tiến cảnh tu hành của mọi người chu thế ngô từ ba mươi năm trước đã tấn chức hóa thần đã có thể một mình đảm đương một phía trong những năm này đối phương một mực ở bên ngoài thăm dò thu thập các loại tài nguyên và mỹ thực, thậm chí còn về lưỡng nghi thành du lịch mấy năm. Xảo nương cũng đến kim đan hậu kỳ, khoảng cách viên mãn cũng sắp, nhưng tu sĩ kim đan tấn thăng nguyên anh, cần tìm kiếm cơ hội, đối phương đang cân nhắc nên đi thiên huyền giới lịch luyện, hay đến phù không đảo cỡ lớn tầng tiếp theo. Tốc độ tu luyện của Thạch Kiên rất nhanh, bây giờ cũng đã trở thành tu sĩ kim đan, để sử nha ở phía xa xa phía sau. Sử nha bị tư chất ảnh hưởng, khó khăn lắm mới đột phá trúc cơ trung kỳ được dựa theo tốc độ này, bình thường tu luyện, hy vọng tấn chức kim đan trước khi thọ nguyên hao hết sẽ vô cùng xa vời. Bất quá Trần Lâm đã thu người đệ tử này, tự nhiên sẽ không ngồi nhìn loại tình huống này phát sinh. Thấy đối phương xấu hổ, hắn lấy ra một viên đại phá kính đan, nói, tiên thiên không đủ, hậu thiên đền bù, tư chất cũng không thể đại biểu hết thảy, vi sư cũng là ngụy linh căng, đồng dạng đi tới hôm nay, không cần nhục chí, vâng, sư phụ, sử nha cung kính nhận lấy đan dược ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định. Tiếp theo, Trần Lâm nhìn về phía Trịnh Huyền Thanh. Tốc độ tu luyện của đối phương cũng không chậm, đến Kim Đan trung kỳ đỉnh phong, lập tức sẽ đến Kim Đan hậu kỳ. Hắn hài lòng gật đầu, sau đó hỏi, gần đây cảnh tượng ngón tay đen kia có tiến triển gì không? Theo gặp phù không đại lục mới, kế hoạch có người dùng để thăm dò cảnh tượng ngón tay đen một lần nữa khởi động, lần này người tìm đều là tu vi trúc cơ trở lên, còn có tu sĩ Kim Đan tham dự tài nguyên hao phí không ít sắc mặt trịnh huyền thanh thay đổi giật mình nói hồi bẩm sư tôn trước mắt còn không có tiến triển trần lâm nhíu nhíu mày bây giờ hắn rất hoài nghi lúc trước lam điệp nhi nói dối hắn bản nguyên cầu kia căn bản không phải lấy được từ cảnh tượng này nếu không không có lý nào đối phương có thể đi ra nhiều người như vậy lại không có một ai thành công từ lúc bắt đầu thăm dò đến bây giờ trước trước sau sau hao tổn đi vào đã có mấy chục tu sĩ cũng chỉ có ban đầu lão tu sĩ kia còn sống trở về, nói câu không nên tin tưởng, về sau liền đá chìm đáy biển, một đi không trở lại. Nếu Lam Điệp Nhi không nói dối, khả năng lớn nhất là thực lực. Lão tu bọn họ tìm đều là tu sĩ cấp thấp, tu vi kim đan cũng kém xa Lam Điệp Nhi. Nghĩ tới đây, Trần Lâm nhìn về phía nam tử cục một tay bên cạnh. Người này tên viên chấn hải, có được thiên phú hỏa hệ, là lúc trước hắn thí nghiệm bản nguyên cầu mang về đối phương bây giờ cũng đã tấn thăng kim đan tuy rằng trầm mặc ít nói nhưng tuyệt đối trung thành và tận tâm không ít lần đi theo chu thế ngô và xảo nương đi thu thập mỹ thực sau khi biết được việc thăm dò ngón tay đen bị nhục hắn chủ động xin đi giết giặc đang dược luyện hóa thế nào rồi trần lâm mở miệng hỏi thuê tu sĩ hóa thần đi thăm dò cảnh tượng ngón tay đen là không thực tế cho dù tu sĩ nguyên anh cũng không có ai nguyện ý bốc lên nguy hiểm như vậy về phần nói tìm người thăm dò giới diện tuyết qua, hắn lại sợ sau khi lấy ngón tay đen ra không thu lại được, cho nên liền để đối phương luyện hóa luyện hồn đan, tăng lên hồn lực. Hội bẩm đại nhân, đã luyện hóa xong toàn bộ, nhưng chưa hoàn toàn ngân hóa. Viên chấn hải cung kính trả lời. Trần Lâm nghe vậy lập tức dò xét một phen, sau đó gật đầu nói, cũng không sai biệt lắm, chuẩn bị một chút thì thăm dò đi. Nếu có thể còn sống trở về, Ta đảm bảo ngươi tiến vào cảnh giới Nguyên Anh, thực lực tiêu chuẩn của Yểm giới chính là linh hồn, chỉ cần hồn lực đủ mạnh là được, hơn nữa đối phương còn là người có thiên phú, điểm này cũng có ưu thế, hắn vẫn luôn hoài nghi Lam Điệp Nhi có thể ra ngoài mà người khác lại không ra được, rất có thể có liên quan đến thân phận của người có thiên phú, dù sao bản nguyên cầu chính là cho người có thiên phú dùng. Cho nên hắn mới đồng ý viên chấn hải sinh đi vết dặc, cũng không tiếc hao phí luyện hồn đang bồi dưỡng. Vâng. Viên Chấn Hải không chút do dự phân phó Trần Lâm, một bộ không để ý sinh tử. Tiếp theo, Trần Lâm lại hỏi thăm một chút vấn đề khó khăn trong tu luyện của mọi người, liền để cho mọi người tán đi. Mà hắn, thì tiến vào Mỹ thực đảo. Nhiều năm không tiến vào Mỹ thực đảo, hoàn cảnh bên trong vẫn như cũ. Trần Lâm đi tới phòng nhỏ của tuyết qua trước, phát hiện đối phương cũng không có ở đây, mà là Hắc qua canh giữ ở chỗ này. Đại nhân khỏe, Hắc qua trông thấy Trần Lâm, lập tức tiến lên đón. Trần Lâm quan sát một chút, nghi ngờ nói, tuyết qua đâu, về viên tinh giới rồi sao, đúng vậy thưa đại nhân. Hắc qua giải thích, tuyết qua cải tiến tài liệu vạn dặm trời quan, có thể bảo tồn thời gian dài, cho nên không cần một mực ở lại nơi này, trở lại thế giới hiện thực tu luyện, nếu không tu luyện tấn cấp, thọ nguyên coi như không đủ dùng. Trần Lâm giật mình gật đầu. Chủng tộc của đối phương, thọ nguyên còn không bằng nhân loại, ốc sinh bình thường sinh mệnh chỉ có vài chục năm, cho dù là tu luyện giả, sinh mệnh nhất giai thọ nguyên cũng sẽ không vượt qua 50 tuổi, nhị giai sẽ không vượt qua 100 tuổi, Viết qua chính là nhị cấp, quả thật có nỗi lo thọ nguyên. Vậy tình huống tu luyện của hắn thế nào, cần trợ giúp sao, Trần Lâm Ân cần hỏi thăm. Hắc qua nghe vậy lập tức vội vàng nói, biết qua không muốn ta làm phiền đại nhân, nhưng ta nhất định phải nói, bởi vì nàng chậm trễ thời gian quá dài ở yểm giới, bỏ lỡ thời cơ tu luyện tốt nhất, hiện tại cách tấn thăng tam giai còn rất xa, nhưng thọ nguyên lại chỉ có mấy năm, nếu không có cơ duyên gì, chỉ sợ sẽ phải chết. Tiếp theo lập tức dùng đại lễ cầu khẩn nói, kính xin đại nhân nghĩ biện pháp, cứu tuyết qua đi, không nên gấp gáp. Trần Lâm An ủi một chút, suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, trên tay ta còn có vé ăn bốn sao, cái này đi tiểu quán thời gian đặt một phần mỹ thực duyên thọ, sau đó ngươi đưa về cho tuyết qua, nói xong liền vội vàng rời đi. Tử quán thời quan Trần Lâm đi tới trước phòng mỹ thực rất nhỏ này, nhìn nhìn bốn ngôi sao trên tấm bảng. Mỹ thực phòng chủ này đánh mỹ thực kéo dài tuổi thọ, bất quá đều kéo dài tuổi thọ không lâu, mỹ thực cao cấp nhất cũng chỉ có 60 năm, dù vậy, cũng được bình thành tứ tinh, có thể thấy được thọ nguyên ở chỗ nào, đều là có giá trị nhất. Nhưng có thể đánh giá đẳng cấp cao như vậy, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn. Đó chính là mỹ thực duyên thọ có thể nhằm vào tất cả chủng tộc, không giống đang dược tu tiên giới, chỉ hữu hiệu đối với tu sĩ nhân loại. Nếu không phải như thế, căn bản không cần lãng phí Mỹ thực khoáng tứ tinh tới đây, trên tay hắn đã có một ít đan dược duyên thọ, lại còn gom góp đủ tài liệu luyện chế thiên thọ đan. Đáng tiếc, đan dược của tu tiên giả không có hiệu quả với loại dị tộc như tuyết qua, bất kể là cấu tạo thân thể, hay là thần hồn và năng lượng siêu phàm, đều khác biệt rất lớn. Phòng Mỹ thực đang kinh doanh, Trần Lâm đẩy cửa vào. Sau đó chính là sửng sốt. Trong tiệm vắng ngắt, vậy mà không có một người ha ha, ta tưởng là ai, hóa ra là Trần Đại Mỹ thực gia, mau mời vào bên trong, một lão giả run rẩy từ bên trong đi ra, trông thấy Trần Lâm, lập tức lộ ra nụ cười. Mặc dù là cười, nhưng lại làm cho Trần Lâm có chút rét run, hơn nữa hắn còn từ trên người đối phương phát giác được một tia tử tịch chi khí. Lão bản mở cửa hàng duyên thọ, thế mà một thân tử khí, để Trần Lâm cảm thấy rất là khó chịu. Về phần đối phương biết hắn, vậy cũng không có gì, bởi vì ở lễ hội Mỹ thực dân lên Mỹ thực 4 sao, còn được thủ hộ giả tự mình khen thưởng, người trên đảo không biết hắn thật đúng là không nhiều. Gặp qua trưởng quỷ, Trần Lâm chấp tay, đưa một tấm vé ăn ngon 4 sao đến trên tay đối phương. Ồ, lão giả kinh ngạc tiếp nhận vé ăn ngon, nghi hoặc nói, Trần Lão Bản cũng có nỗi lo tuổi thọ sao, nhìn ngư sinh cơ bành trướng, không giống như là bộ dáng sắp chết, mặc dù trong tương lai có một sợi tử khí tồn tại, nhưng còn rất xa xôi, Trần Lâm nghe đối phương nói, lập tức biến sắc. Vội vàng hỏi, trưởng quỷ có thể bói toán không? Một sợi tử khí mà ngươi nói là có ý gì? Hắn gần như là cách một đoạn thời gian lại quan sát hình ảnh vận mệnh, nhưng cũng không phát hiện ra kiếp nạn gì tồn tại. Lời nói của đối phương khiến hắn có chút hoài nghi, nhưng mà hình ảnh vận mệnh có thể nhìn thấy thời gian tương lai rất ngắn, cũng không thể không phòng. Ha ha, Trần Lão Bản cho rằng cửa hàng này của ta vì sao gọi là thời quan tiểu quán? Trần Lâm lập tức hiểu rõ ý tứ của đối phương đối phương hẳn là có được năng lực thời gian giống như tây môn vô tuyết hơn nửa mạnh hơn tây môn vô tuyết rất nhiều có thể tự do vận dụng diên thọ chỉ là một trong những năng lực của đối phương cũng gia trì ở trên đồ ăn ngon xin trưởng quỷ giải thích nghi hoặc chư thiên vạn giới ngoại hổ tàn long không thể khinh thường bất luận kẻ nào huống chi còn là một lão bản của phòng mỹ thực tứ tinh trần lâm lập tức khiêm tốn thỉnh giáo lão giả khoác tay áo nói không có gì chỉ thấy tương lai của ngươi có một đạo tử khí mà thôi, ước chừng là trăm năm sau, còn rất xa, lập tức lại nói. Nhưng tương lai sẽ có vô vàng biến hóa, loại quan trắc này không được chuẩn xác, nếu trăm năm sau ngươi ta vẫn còn ở đây, ngươi lại đến đây một chuyến, ta sẽ cho ngươi xem kỹ, thời gian càng gần, ngươi sẽ nhìn càng chuẩn. Vậy đa tạ trưởng quỷ, Trần Lâm lên tiếng nói tạ ơn. Đối phương nói không sai, tương lai có vô tận biến hóa, chuyện một trăm năm sau, ai cũng suy tính không chính xác vì thế tiến vào đề tài chính. Tại hạ lần này đến đây, là có bằng hữu thọ nguyên đến, cho nên muốn mua một phần mỹ thực duyên thọ, kính xin trưởng quỷ lộ ra tay nghề. Dễ nói dễ nói. Lão giả cười rạng rỡ, cầm thực đơn lên, nói, xem một chút đi, cần loại nào, Trần Lâm nhận lấy thực đơn, chỉ nhìn lướt qua liền ngay người tại chỗ, toàn bộ thực đơn không có món nào thấp hơn một vạn yểm tệ, dù chỉ là công hiệu kéo dài tuổi thọ 10 năm, cũng là một vạn một ngàn tám, kéo dài tuổi thọ 60 năm, cần 6 vạn 6.600 yểm tệ, quả thực khoa trương đến cực điểm, Trần Lâm nuốt một ngụm nước bọt, có chút muốn từ bỏ cuộc sống. Nhưng mà đã đưa vé Mỹ thực rồi, cũng không biết có thể trả lại hay không. Một tấm vé thức ăn 4 sao nếu theo giá thị trường, cũng đáng giá một vạn yểm tệ, nếu không phải hắn ở trên lễ hội Mỹ thực đạt được hai tấm, hơn nữa tuyết qua trợ giúp hắn không ít, cũng không nỡ dùng. Cái đó, trưởng quỷ, giá tiền này có phải quá đắt hay không, bằng không vẫn là trả lại khoáng mỹ thực cho ta đi, ta suy nghĩ biện pháp khác. Trần Lâm ngượng ngùng mở miệng. Cộng thêm giá trị của khoáng mỹ thực, kéo dài tuổi thọ 10 năm phải tiêu hao hơn 2 vạn yểm tệ, như thế, còn không bằng trực tiếp đưa yểm tệ cho tuyết qua, để tuyết qua ở hiệp hội thăm dò nghĩ biện pháp, mua bảo vật kéo dài tuổi thọ của giới này. Ha ha, Trần Lão bản nói đùa, vé mỹ thực một khi sử dụng liền bị quy tắc hạn chế, ngươi cũng mở cửa hàng, đạo lý này chẳng lẽ không rõ, lão giả mặt tươi cười, nhưng giọng điệu lại rất quyết tuyệt. Lập tức lại nói, hơn nữa còn là cửa hàng cấp tứ tinh, giá tiền này đã thấp nhất rồi, nếu thấp hơn sẽ bị xử phạt, chẳng phải lão bản Trần cũng đã sửa giá cả rồi sao? Đối phương nói một phen để cho Trần Lâm lập tức tỉnh ngộ, cái này thật đúng là không trách được đối phương, là chính hắn không có điều tra tốt, bế quan thời gian quá dài, dẫn đến mẫn cảm tính giảm xuống. Đây chính là nhà mỹ thực tứ tinh không thể đối đãi theo lẽ thường, đã như vậy, cũng chỉ có thể mua một phần mỹ thực. Trần Lâm một lần nữa đặt thực đơn ở trước mắt, xem xét từng cái, phát hiện trên cơ bản chính là duyên thọ 10 năm một vạn nhiễm tệ, theo thứ tự tăng lên. Do dự một chút, hắn lại mở miệng nói, tất cả mọi người đều mở phòng mỹ thực, lão bản không cho chút ưu đãi sao, không bằng ta dùng bánh bao tâm linh đổi với ngươi, thế nào, Trần Lâm lại nghĩ tới một biện pháp. Thật ra thì hắn bây giờ không thiếu yểm tệ, Đừng nói vốn là có chừng 10 vạn, đã nhiều năm như vậy, cửa hàng bánh bao cũng kiếm lời không ít. Tâm linh bao tử gần như không có phí tổn, hiệu quả lại là tất cả tu luyện giả đều cần, vô luận là bất kỳ hệ thống tu luyện nào, tâm ma đều không thể tránh né, hơn nữa tâm linh bao tử còn không chỉ là ứng đối tâm ma, càng là có thể trấn an tâm linh, hiệu quả này rất ít có đồ vật gì có thể làm được. Cho nên dù giá cả định cao hơn nữa, trong một năm luôn có thể bán đi một ít. Nhưng mặc kệ thân gia phong phú như thế nào, dùng một vạn yểm tệ mua sắm 10 năm thọ nguyên, Trần Lâm luôn cảm thấy thua thiệt. Nghe Trần Lâm nói, lão giả cười cười, nói, ha ha, lão phu cũng không có tâm linh quái nhiễu, bánh bao của ngươi lão phu không dùng được, bất quá ta có thể cho ngươi một ít ưu đãi, giảm giá 20% đi, Trần Lâm một mặt bất đắc dĩ rời đi thời quan tiểu quán. Một tấm vé ăn ngon 4 sao, một vạn 8 ngàn yểm tệ, đổi được một phần mỹ thực kéo dài 30 năm, dù yểm tệ của hắn có nhiều thế nào cũng đau lòng không thôi đây là lão bản lại ưu đãi một thành, thiếu nhân tình, nếu không phải vượt qua hai vạn yểm tệ mới có thể cầm xuống. Nhưng hắn biết, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bất kỳ món ngon nào trên Mỹ thực đảo, giá cả đều không phải tùy tiện định ra, cần phải chịu sự hạn chế của phòng quản lý, lão bản có thể cho hắn ưu đãi như vậy đã là cực hạn, dù sao sau khi bán ra Mỹ thực phải nộp một nửa yểm tệ lên trên, trừ đi giá trị của bản thân tài liệu, đối phương cũng không có lợi nhuận gì. Mỹ thực đảo chính là một quỷ hút máu, cho dù mở ra chính là mấy phòng mỹ thực, muốn kiếm tiền kỳ thực đều quá dễ dàng. Bởi vì quy tắc chính thức thiết lập, không cho phép ngươi kiếm quá nhiều, ý nghĩa tồn tại của toàn bộ hòn đảo cũng không phải là vì lợi ích thương mại, mà là tìm kiếm mỹ thực cho thủ hộ giả mỹ thực. Trần Lâm trở lại phòng nhỏ ở Tuyết Hoa, đem thức ăn ngon cho Hắc Hoa. Phần mỹ thực duyên thọ này ta đã dùng gần hai vạn nhiễm tệ, còn dùng một tấm vé ăn ngon 4 sao, trở về nói cho Tuyết Hoa, tranh thủ thời gian tu luyện sau khi thăng cấp thành công làm trâu là mựa trả nợ cho ta, hắn không hề tức giận chút nào. Tuy rằng quan hệ với tuyết qua không tệ, cũng không có khả năng nhìn đối phương ngã xuống như vậy, nhưng cái giá này thật sự quá lớn, nói không đau lòng là không thể nào. Hắc qua cũng há hốc mồm. Hai vạn yếm tệ, nhà ẩm thực bọn họ kinh doanh lâu như vậy, lợi nhuận còn không có một vạn yếm tệ, còn phải phân cho người đầu tư một nửa, cho dù kinh doanh một trăm năm nữa cũng không trả nổi. Nhưng có 30 năm tuổi thọ, biết qua nhất định có thể thăng cấp không có nguy hiểm chết già hắn cũng không lo được nhiều như vậy đáp ứng một tiếng liền đi thẳng đến quảng trường truyền tống xử lý xong chuyện bên này trần lâm mới trở về phòng ăn của mình đại nhân dương tử thi đang ngồi trong tiệm trông thấy trần lâm đi vào đầu tiên là khẽ giật mình lập tức kinh hỷ tiến lên nên đón trần lâm đánh giá đối phương một phen mặc dù tuổi trẻ xinh đẹp như cũ nhưng cũng có dấu vết tuế nguyệt tồn tại không khỏi quan tâm nói những năm này ngược lại khiến ngươi chịu ủy khuất. Đối phương cũng không có nhu cầu thăm dò yểm giới, ở lại chỗ này chỉ là chậm trễ thời gian, phần tâm ý này, hắn không thể không lĩnh. Những năm qua, tu vi của Chu Thế Ngô và xảo nương đều tăng lên rất nhiều, tu vi của đối phương lúc trước không khác Chu Thế Ngô là mấy, nếu không ở lại đây, e rằng bây giờ cũng đã trở thành tu sĩ hóa thần. Mà bây giờ, tu vi gần như không có bất kỳ tiến triển nào. Dương Tử Thi nhuễn miệng cười, nói, tất cả của ta đều là đại nhân cho, có thể làm việc cho đại nhân, Tử Thi cao hứng còn không kịp, làm sao có thể ủy khuất chứ. Trần Lâm trong lúc nhất thời không phản bác được. Thật lâu sau, vương tay sờ lên mái tóc đối phương, nói, lần này tìm được một phần mỹ thực có khả năng đạt tới cấp tam tinh, ngươi đi hiến đi, nếu thành công, có thể đi cùng ta. Hết thảy đều nghe theo đại nhân cảm nhận được thái độ Trần Lâm thay đổi, nụ cười trên mặt Dương Tử Thi càng đậm. Cầu người được người, không ai qua được. Trần Lâm đi chuyến này chủ yếu là vì Dương Tử Thi, hỏi thăm một phen tình huống kinh doanh cửa hàng, sau đó liền thẳng đến chỗ mỹ thực. Khiến hắn mừng rỡ chính là, trong thức ăn mang tới, chẳng những dự liệu phần mỹ thực ba sao kia tiến hiến thành công, còn có một phần mỹ thực cho rằng chỉ có một sao, cũng đạt tới tiêu chuẩn ba sao mặc dù hai món ăn này đều chỉ có thành phẩm, không có phối phương, không cách nào dùng để bán, nhưng cũng thu được chỗ tốt không nhỏ. Nhưng điều khiến Trần Lâm buồn bực chính là niềm vui khi dân đồ ăn lên còn chưa tan đi, đã đụng phải vách tường ở chỗ quản lý. Thưa ngài ẩm thực gia tôn kính, hiện tại thủ hộ giả đại nhân đang ngủ say, không thể xin đại ngộ đặc thù, nếu người bạn này của ngài muốn tăng định vị truyền tống, trước tiên cần phải thăng cấp quyền hạn truyền tống mới được. Người phụ trách của phòng quản lý lại đổi, so với trước kia còn cứng nhắc hơn. Trần Lâm cũng quên mất chuyện này, lệnh bài truyền tống cũng phân đẳng cấp, bình thường chỉ có thể định vị một giới diện, nói cách khác, từ đâu tới cũng chỉ có thể trở về nơi đó. Nếu muốn tiến vào giới diện khác, chẳng những phải có vật phẩm định vị của giới diện đó, cũng phải thanh toán một vạn điểm tích lũy, lệnh bài truyền tống còn cần thăng cấp, trung cấp có 5 quyền hạn định vị, cao cấp có 10 cái mà 10 cái chính là cực hạn. Nhưng điều kiện này nhất định phải đảm bảo rằng Mỹ thực ốc không đóng cửa, nếu không quyền hạn định vị gia tăng trong lúc đóng cửa sẽ mất đi hiệu lực. Thứ ba là có một tấm nhiệm vụ miễn trừ lệnh cấm, nghe được lời giải thích này, sắc mặt Trần Lâm biến hóa. Mỹ thực tứ tinh chỉ có thể ngộ không thể cầu, nguyện vọng của hắn mì sợi còn thiếu nước vô tận, không cách nào hoàn thành chế tác. Phân phối lợi nhuận cửa hàng cũng rất lừa người, bởi vì thu nhập cửa hàng là cuồn cuộn không ngừng, còn không cho phép đóng cửa hàng, chẳng khác gì là lấy tiền thuê quyền hạn này, tổn thất quá lớn. nhưng trần lâm vẫn hỏi một chút, nói không biết dùng điều kiện lợi nhuận cửa hàng mà nói, cần gia tăng bao nhiêu hạng mức? cửa hàng tam tinh tăng thêm hai thành, cửa hàng tứ tinh tăng thêm một thành. người phụ trách lập tức giải thích, trần lâm không khỏi nhếch nhếch miệng, tăng thêm hai phần, đó chính là mỹ thực đảo lấy đi bảy phần bản thân chỉ còn lại ba phần thật sự đủ đen phải biết rằng phân chia trên mỹ thực đảo không phải là lợi nhuận thuần túy mà là phân chia theo giá bán người kinh doanh nhà ẩm thực còn phải gánh vác phí dụng vật liệu chi phí nhân công thượng vàng hạ cám cứ như vậy hàng năm còn phải nộp thêm một khoản phí quản lý coi như chia đôi mỹ thực chi phí cao cũng không kiếm được tiền chớ nói chi là chia ba bảy đại nhân chúng ta đi thôi dương tử thi vẫn luôn trầm mặt kéo ống tay áo trần lâm nhỏ giọng mở miệng nàng cũng tham dự kinh doanh cửa hàng mấy chục năm biết rõ điều kiện này đại biểu cho cái gì không hy vọng trần lâm chịu tổn thất lớn như vậy cùng lắm thì nàng trả lại lưỡng nghi thành tu luyện là được trần lâm không có động mà là tiếp tục hỏi vậy nhiệm vụ cuối cùng miễn trừ lệnh không biết phải làm sao mới có thể đạt được mỗi một vị nhà bình thẩm mỹ thực đều có quyền phát lệnh bài này trần lâm lộ ra vẻ suy tư nhẹ gật đầu ông quyền nói cảm tạ sau đó mang theo dương tử thi rời đi đại nhân không cần gia tăng quyền hạn định vị cho ta dù sao ta ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy đại nhân muốn tu luyện trở về lưỡng nghi thành là được chỉ cần cẩn thận một chút không có vấn đề rời khỏi chỗ quản lý dương tử thi lập tức mở miệng trần lâm lại lắc đầu thái độ kiên quyết nói không được hoàn cảnh tu luyện của thiên huyền giới kém rất xa phù không giới hiện giờ của ta ngươi đang ở thời điểm quan trọng tấn chức hóa thần, tu luyện ở phù không giới, cơ hội tấn thăng có thể tăng ít nhất một thành thậm chí hai thành, cái định vị này nhất định phải tăng thêm. Cảnh giới hóa thần chính là khống chế đối với quy tắc thiên địa, quy tắc thiên địa càng hoàn thiện thì càng dễ dàng thăng cấp. Nếu chu thế ngô thăng cấp ở lưỡng nghi thành chưa chắc đã có thể thành công, cho nên bất kể phải trả giá lớn đến đâu, hắn cũng phải đưa dương tử thi đến phù không giới hơn nữa hắn cũng không nhất định phải nhường lại lợi nhuận của cửa hàng còn có một con đường khác tại quán rượu âm nhạc trần lâm mang theo dương tử thi đi tới cửa phòng rượu nói với dương tử thi ngươi ở đây chờ ta một chút ta vào trong gặp một người lệnh bài truyền tống của hắn lúc trước chính là do cách cách vân thông qua bà chủ nơi này mà thu được nói cách khác vị phong tam nương kia hoặc là chính mình là nhà bình thẩm mỹ thực hoặc là quen biết nhà bình thẩm mỹ thực hắn có thể đi tìm thu mộ phàm nhờ đối phương hỗ trợ dàn xếp một chút âm nhạc trong phòng rượu rất mạnh xem ra bầu không khí hôm nay tương đối sôi động đã tới hai lần trần lâm trực tiếp đi vào trong rất nhanh liền có nhân viên tiếp đãi tiến lên đón không tiêu phí ta tìm tuyết nương trần lâm cũng không muốn lãng phí một tấm vé mỹ thực tam tinh nói thẳng ra ý đồ đến nhưng nhân viên tiếp đãi lại lộ ra vẻ mặt mờ mịt nghi hoặc nói đại nhân xác định người muốn tìm là tuyết nương sao chúng ta không có người này. Không có, Trần Lâm sững sờ, có loại dự cảm không tốt. Lập tức lại nói, chính là điều tử sư ở đây của các ngươi, tên thật của nàng ta là Thu Mộ Phàm. Nhân viên tiếp đãi vẫn lắc đầu nói, chúng ta nơi này thật sự không có người này, đại nhân có muốn xác định một chút hay không? Trần Lâm nhíu nhíu mày, nhìn vào bên trong, trong quầy ba có hai người điều chế rượu, một nam một nữ, nhưng đều rất trẻ tuổi, quả thực không nhìn thấy bóng dáng của thu mộ phàm suy nghĩ một chút nói vậy lão bản của các ngươi ở đây không thay đổi chứ vẫn là phong tam nương nhân viên tiếp đã nhìn trần lâm một cái lập tức cung kính nói đúng vậy đại nhân biết bà chủ của chúng ta không ừm trần lâm giả bộ ngớ ngẩn nói vậy phiền ngươi thông báo cho ta một tiếng nói người của bạch vân một trường đến đây bái phỏng đừng thấy nơi này chỉ là một cửa hàng tam tinh nhưng thân phận của phong tam nương tất nhiên không đơn giản cho nên hắn không trực tiếp đi vào giống cách cách vân dù sao cũng là có việc cầu người phải cho đủ tôn trọng nhân viên tiếp đãi cũng không biết thân phận của trần lâm không dám chậm trễ lên tiếng xoay người rời đi chỉ chốc lát sau trở về mở miệng nói lão bản của chúng ta có mời ánh mắt trần lâm sáng lên đối phương nguyện ý gặp hắn vậy thì có hy vọng người chăn cừu của bạch vân mục trường trần lâm ra mắt phong lão bản, tiến vào gian phòng của phong tam nương, Trần Lâm ôm quyền, cung kính mở miệng. Phòng mỹ thực của đối phương cùng cấp bậc với hắn, Tu Vi cũng không cao bao nhiêu, nhưng ngay cả cách cách vân cũng yêu cầu đến trên đầu đối phương, hắn cũng không dám kinh thường. Thế nào, cách cách vân bảo ngươi đến trả tiền sao, phong tam nương vẫn như cũ, cho người ta một loại cảm giác thanh thuần lại quyến rũ, lười biến nằm trên một cái xích đu, không có ý thức dậy thần sắc trần lâm cứng đờ cái này hắn không thể nhận với thân phận của cách cách vân chắc chắn sẽ không thiếu tiền vẫn nên nợ trước thì hơn vì vậy cười khang một tiếng nói cũng không phải như thế tại hạ cũng rất nhiều năm không có trông thấy quận chúa điện hạ lần này tới là có một việc muốn cầu lão bản nương giúp một chút nói thử xem phong tam nương không có nói chuyện trả nợ nữa cũng không có trực tiếp từ chối để cho trần lâm trong lòng buông lỏng sau đó thẳng thắn nói, tại hạ có một bằng hữu, muốn tăng lên quyền hạn lệnh bài thân phận, nhưng hiện tại thủ hộ giả đại nhân không liên lạc được, không cách nào xin, cho nên muốn mời lão bản nương hỗ trợ thu hoạch một nhiệm vụ miễn trừ lệnh. Có thể. Phong tam nương nhàn nhạt mở miệng. Trần Lâm còn đang suy tư, phải dùng thù lao gì để đả động đối phương, không nghĩ tới đối phương lại trực tiếp đáp ứng, điều này làm cho hắn nghi ngờ. Nhưng đối phương cũng không có yêu cầu gì, trực tiếp lấy ra một tờ giấy cứng cùng loại với thư mời, nhẹ nhàng vung lên liền bay đến trước mặt hắn, bị hắn một phát bắt được. Nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một ân tình, lui ra đi, phong tam nương giật giật thân thể lộ ra đường cong, hai mắt khép hờ, chập mắt một cái. Trần Lâm thấy thế, chỉ có thể ôm quyền, im lặng thối lui ra khỏi phòng. Vốn còn muốn hỏi thu mộ phàm đi đâu, đều không có cơ hội. Nhưng hắn không giải quyết được phiền phức của thu mộ phàm, hỏi cũng không có ý nghĩa gì, hắn không còn xoắn suýt nữa, tâm tư tiếp tục đặt ở thái độ của phong tam nương. Đối phương nói chuyện quá dễ dàng, đi thẳng đến bên ngoài phòng rượu, Trần Lâm cũng không hiểu vì sao phong tam nương lại sẵn khoái đáp ứng yêu cầu của hắn như vậy, hơn nữa không đòi thù lao gì cả. Cho dù hắn là một dương lệnh của Bạch Vân Mục Trường, tự hồ cũng sẽ không có mặt mũi lớn như vậy, dù sao cách cách Vân đến đây cũng không thoải mái như vậy. Nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ cần đồ vật đều lấy tới tay là được, nghĩ nhiều cũng vô dụng, cũng không có khả năng lại mang đồ vật đưa trở về vì vậy hắn gọi dương tử thi một tiếng vừa đi về phía chỗ quản lý vừa xem xét đồ vật trong tay cái gọi là nhiệm vụ miễn trừ lệnh bài cũng không phải lệnh bài mà là một phần lệnh bài trên đó viết dựa vào lệnh bài này có thể miễn trừ nhiệm vụ truyền tống phía dưới thì có một cái tiêu ký chén rượu màu vàng trông thấy cái tiêu ký này trần lâm lộ ra vẻ hiểu rõ tạo hình của dấu hiệu này không cần hỏi cũng biết là của kim tôn hầu hình dáng giống y hệt đầu của kim tôn hầu nói cách khác phong tam nương và kim tôn hầu có quan hệ cực kỳ thân mật nói không chừng chính là tình lữ chẳng trách có nhiệm vụ miễn trừ thủ lệnh trần lâm khẽ vuốt cằm trong lòng sinh ra nghi hoặc nồng đậm nếu như hắn không nhìn lầm phong tam nương kia cũng không phải là sinh vật yểm giới cũng không biết làm thế nào để kết giao với kim tôn hầu nhưng lập tức đem phần nghi hoặc này đè ở đáy lòng có nhiều thứ vẫn không biết thì tốt hơn trên thế giới này muốn sống lâu dài điều quan trọng nhất chính là phải giữ vững lòng hiếu kỳ của mình có lệnh bài miễn trừ nhiệm vụ quyền hạn truyền tống thuận lợi thăng cấp thậm chí ngay cả ba vạn điểm tích lũy cũng giảm bớt điều này khiến trần lâm hiểu rõ trên mỹ thực đảo này không chỉ có thủ hộ giả có năng lực thay đổi quy tắc quyền hạn của một số nhân vật đặc biệt cũng không nhỏ nếu có cơ hội thì phải nghĩ cách liên lạc một chút trở lại cửa hàng hắn giao một nhóm mỹ thực tâm linh như bánh bao tâm linh mới chế tác cho trân châu đồng thời cho đối phương một phần mỹ thực nhất tinh để đối phương dùng thanh trừ trừng phạt khi rời khỏi nhiệm vụ có khế ước tồn tại cũng không sợ đối phương cầm đồ vật chạy cho đối phương một ít chỗ tốt có thể để cho đối phương càng thêm cam tâm tình nguyện làm việc tiếp theo trần lâm lại đi tới phòng thức ăn của vô ý trà lâu và đậu hủ tiên tử cuối cùng quay trở về thiên huyền giới một chuyến tất cả mọi chuyện đều xử lý xong tuyết qua vẫn chưa trở về hắn không đợi thêm nữa mang theo dương tử thi trở lại như ý đảo đại nhân nơi này chính là phù không giới sao thật sự là kỳ quái dương tử thi ở trên đảo nhìn một vòng lại đến bên ngoài đại trận hộ đảo cảm thụ một chút vừa vặn trong lúc này có một phù không đảo loại nhỏ đi ngang qua lập tức cảm thấy hết sức ngạc nhiên ân ừ, là cùng giới diện bình thường có chút khác biệt quá điều kiện tu luyện rất tốt, ngươi nắm chặt thời gian củng cố tu vi một chút, mau chống tấn thăng hóa thần cảnh giới. Trần Lâm Thuận miệng nói, tình huống nơi này đã nói rất nhiều lần ở yểm giới, không cần giải thích nhiều. Sau đó, Trần Lâm triệu tập tất cả mọi người đến cùng một chỗ, giới thiệu lẫn nhau một chút, sau đó nhìn về phía Trịnh Huyền Thanh. Viên chấn hải đâu, Trịnh Huyền Thanh lập tức tiến lên, hành lễ nói, hồi bẩm sư tôn, viên chấn hải đã tiến vào yểm giới ba ngày, tiểu thảo đại nhân đang nhìn trước mắt còn không biết tình huống như thế nào trần lâm nhíu mày không ngờ đối phương đã bắt đầu thăm dò không đợi hắn trở về đi đi xem một chút để những người khác làm việc của mình trần lâm mang theo trịnh huyền thanh và dương tử thi đi về phía mật thất trong mật thất viên chấn hải đang nhắm mắt nằm trên giường không nhúc nhích mà tiểu thảo thì ngồi trên ghế lẳng lặng quan sát chủ nhân thấy trần lâm đi vào tiểu thảo lập tức đi lên phía trước chào Tuy quan hệ của hai người đã đột phá tầng cuối cùng, nhưng cũng chỉ có một lần đó, sau này tiểu thảo liền trở nên giống như trước đây, chưa từng làm ra hành động vượt qua quan hệ chủ tớ. Tiểu thảo tỷ tỷ, dương tử thi nhìn thấy tiểu thảo, lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, tiến lên kéo cánh tay tiểu thảo, hỏi này hỏi nọ. Tiểu thảo không nhiệt tình với dương tử thi, nhưng cũng không lạnh lùng, lại còn cười cười, bởi vì nàng biết dương tử thi đối với Trần Lâm là thật lòng tốt, cho nên yêu ai yêu cả đường đi. Được rồi, có chuyện gì cứ từ từ nói người thế nào mấy ngày nay có dị thường gì không trần lâm mở miệng hỏi thăm tình huống tiểu thảo lập tức nói bẩm chủ nhân vẫn không có biến hóa bất quá ta cảm giác trạng thái của hắn tương đối ổn định so với những người trước đó mạnh hơn một chút trần lâm nhẹ gật đầu hắn cũng cảm ứng được sinh cơ thân thể viên chấn hải không thấy yếu bớt hình chiếu ở bên trong hẳn là không có gặp được nguy hiểm quá lớn tiếp tục chú ý Vô lượng sống hay chết đều lập tức thông báo cho ta, Trần Lâm phân phó một tiếng, quay người rời đi. Hắn đã quyết định, nếu viên chấn hải cũng thất bại, vậy cảnh tượng này trước hết gác lại, chờ về sau thuê được tu sĩ hóa thần thích hợp lại tiếp tục thăm dò, hoặc là tìm người thăm dò bên Tuyết Qua hỗ trợ. Đại nhân, hắn tỉnh rồi, Trần Lâm vừa mới bước một chân ra cửa phòng, liền nghe thấy Dương Tử Thi phía sau hô nhỏ lên tiếng, để hắn lập tức dừng bước nhanh chóng quay người lại nhìn về phía giường. Quả nhiên, con mắt viên chấn hải chậm rãi mở ra, sau đó dãy dụa từ trên giường. Cảnh tượng này khiến cho tinh thần Trần Lâm chấn động, lập tức đi lên trước, dò hỏi, thế nào, có bị thương không, viên chấn hải lắc đầu. Tiếp theo hắn duỗi tay, mở nắm đấm ra, lộ ra một vật lớn chừng hạt đậu nành, tản ra huỳnh quang nhàn nhạt. Hồi bẩm đại nhân, ta cũng không có bị thương, chỉ là năng lực có hạn, thu hoạch chỉ có nhiều như vậy. Viên chấn hải có vẻ rất là không quể quải. Trần Lâm lập tức an ủi, không sao, có thể sống trở về là tốt rồi, ngươi trước khôi phục thân thể, đợi chút nữa lại kể lại tình huống bên trong với ta. Mọi người đã trở về, không cần phải nóng lòng nhất thời nữa. Trần Lâm cho đối phương một viên đang dược tẩm bổ thân thể, sau đó tiếp nhận đồ vật trên bàn tay đối phương, cẩn thận xem xét. Đại nhân, đây hình như là bản nguyên cầu. Dương Tử Thi đi theo bên cạnh Trần Lâm, nhìn thoáng qua bỗng nhiên mở miệng. Trần Lâm khẽ gật đầu. Hắn cũng đã sớm cảm ứng được, thứ này đích thật là một bản nguyên cầu, chỉ là nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng mà nhỏ thì nhỏ, đều vô cùng tinh khiết, khiến cho thiên phú bản nguyên của bản thân sinh ra một cổ khát vọng, nếu không phải dùng năng lượng ngăn cách, hạt sáng sẽ tự động dung nhập vào trong cơ thể. Cảm ứng một chút, Trần Lâm lấy ra một cái bình nhỏ đặc chế, thu hạt ánh sáng vào. Lúc này, Viên Chấn Hải cũng khôi phục xong, từ trên giường đi xuống, cung kính hành lễ với Trần Lâm. Nhờ Phúc Đại Nhân, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, chờ Viên Chấn Hải khôi phục xong. Trần Lâm trước tiên thu hồi môi giới ngón tay màu đen, sau đó nhìn về phía đối phương. Nói một chút đi, bên trong là tình huống gì? Cảnh tượng này đầu nhập lượng lớn nhân lực vật lực, hắn cũng rất chờ mong. Quan trọng nhất là bản nguyên cầu thật sự được mang ra, chứng tỏ lời nói lúc trước của Lam Điệp Nhi không phải toàn là nói dối vì bản nguyên cầu cho dù khó khăn thế nào hao phí nhiều tài nguyên hơn nữa cũng nhất định phải kiên trì vâng viên chấn hải đáp ứng trở từ ngữ một chút hắn mở miệng nói sau khi tiến vào cảnh tượng bên trong có một bia đá to lớn trên bia đá sẽ không ngừng hiện lên nội dung nhiệm vụ ở phía dưới bia đá có một người thủ bi muốn tiếp nhiệm vụ nào nói với người thủ bi là được trần lâm thần sắc khẽ động trước đó đã trách lầm lam điệp nhi Đối phương nói hoàn toàn ăn khớp. Vậy Vương Thiên Luân nói, không nên tin, là chỉ cái gì, hắn hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Viên Chấn Hải trầm ngâm một chút, nói, cái này ta cũng không quá xác định, bởi vì sau khi nhận nhiệm vụ sẽ bị đưa đến không gian nhiệm vụ, nhiệm vụ khác nhau, không gian tiến vào cũng khác biệt, đối phương gặp cái gì không cách nào suy đoán. Là vậy sao? Trần Lâm nhíu nhíu mày. Nếu là loại tình huống này Muốn tham khảo kinh nghiệm của người tiến vào trước, thì không được. Cho dù một người lặp lại tiến vào, cũng không có ưu thế gì. Nhiệm vụ bên trong có thể tiếp nhận lặp lại không? Người tiếp nhiệm vụ gì? Trần Lâm tiếp tục hỏi. Viên Trấn Hải có chút không quá chắc chắn trả lời. Nhiệm vụ hẳn là không thể lặp lại, bởi vì ta tiếp nhận là một nhiệm vụ tìm người. Sau khi tìm được, cảnh tượng nhiệm vụ kia liền vỡ vụn, ta thì về tới trong không gian bia đá cũng đạt được ban thưởng bản nguyên châu cỡ nhỏ kia. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói, cho nên ta cảm thấy, cái gọi là không gian nhiệm vụ cũng không phải là thật mà là ảo cảnh, Vương Thiên Luân kia có lẽ là gặp phải cái gì ở trong ảo cảnh, cho nên tuy nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng linh hồn lại đã đến bên bờ vực sụp đổ, sau khi trở về liền chết rồi. Trần Lâm khẽ gật đầu, lời giải thích này có khả năng nhất định. Lập tức hắn lại hỏi, người thủ bi kia là chuyện gì xảy ra? là sinh vật yểm giới thật, hay là pho tượng, có thể giao lưu, không thể giao lưu. Viên chấn hải nhanh chóng trả lời, lại giải thích, đó là một lão nhân, gầy như que củi, khẳng định không phải pho tượng, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ có nói muốn tiếp nhiệm vụ nào, mới có thể thả ra hào quang, đưa người đến trong không gian nhiệm vụ. Trần Lâm gật đầu, ngươi kể lại toàn bộ nội dung nhiệm vụ nhìn thấy trên tấm bia đá cho ta nghe. Vâng, viên chấn hải đáp ứng một tiếng, bắt đầu miêu tả. Trần Lâm thì dụng tâm lắng nghe. Nhưng sau khi nghe xong, cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu, nội dung những nhiệm vụ này thiên kỳ bách quái, nhìn không ra cái nào an toàn, cái nào nguy hiểm. Hơn nữa dựa theo cách nói của đối phương, nhiệm vụ không hoàn thành, cũng không biết phần thưởng là cái gì, người thủ bi kia không nói một lời, không cách nào thu hoạch được bất kỳ tin tức hữu hiệu nào. Được rồi, ngươi đi nghỉ trước đi, hỏi thăm một phen xong, Trần Lâm để viên chấn hải trở về nghỉ ngơi, hắn thì mang theo tiểu thảo cùng Dương Tử Thi về tới động phủ nhỏ bé. Các ngươi cảm thấy, lời của viên chấn hải có đáng tin hay không? Sau khi tiến vào phòng, Trần Lâm mở miệng hỏi thăm, nhưng mà nhìn về phía Dương Tử Thi, tiểu thảo rất ít đưa ra đề nghị trong chuyện này. Mà sở dĩ hắn hỏi như vậy, cũng không phải là không tin viên chấn hải. Dù sao đối phương cũng đã trải qua nhiều năm khảo nghiệm như vậy, còn có hồn khế gia thân, không có khả năng phản bội hắn hắn là lo lắng trong tràn cảnh ngón tay đen có năng lực có thể khống chế tư duy người khác quấy nhiễu ký ức của đối phương lúc trước lão tu vương thiên luân nói một câu không nên tin tưởng vẫn làm cho hắn sinh lòng cảnh giác ta không nhìn ra điều gì dị thường dương tử thi lập tức trả lời nhưng mà yểm giới không có quy củ vẫn phải cẩn thận một chút thì hơn không bằng tiếp tục phái người đi vào dù sao có thể mang bản nguyên cầu ra ai đi vào cũng giống nhau, đại nhân không cần phải tự mình mạo hiểm. Đúng, tiểu thảo ở bên cạnh cũng phụ họa một tiếng. Lập tức nàng lại nói, nếu chủ nhân không tin người khác, cứ để tiểu thảo tiến vào nhìn một chút. Trần Lâm lập tức lắc đầu. Dương Tử Thi nói không sai, hắn chỉ cần bản nguyên cầu, không cần mình tiến vào, có trọng thưởng tất có dũng phu, tìm lão tu đi thăm dò là được. Hơn nữa cho dù viên chấn hải nói không sai, hắn đi vào cũng không dám cam đoan mạnh hơn người khác, nhiệm vụ trên tấm bia đá thiên kỳ bách quái, không phải nói thực lực mạnh thì nhất định có thể hoàn thành. Vừa nghĩ như vậy, lập tức sáng tỏ thông suốt. Trần Lâm tìm Chu Thế Ngô, để cho đối phương tìm thêm một số lão tu tới, để viên Chấn Hải và Trịnh Huyền Thanh phụ trách quản lý, tăng tốc thăm dò tràn cảnh của hắc thủ, chỉ cần có thể mang ra bản nguyên cầu, liền cho phần thưởng kết xù, trở lại động phủ, hắn lại gọi Dương Tử Thi đến bên người ngươi nhìn xem bản nguyên cầu này có tồn tại năng lượng dị chủng không nếu bàn về phân biệt năng lượng dị chủng trên đời này không có người nào so được với đối phương cho nên trần lâm cũng không tìm người thí nghiệm trực tiếp đưa cho đối phương kiểm tra bản nguyên cầu này vốn chỉ có kích thước bằng hạt đậu lại phân ra một bộ phận làm thí nghiệm chỉ còn lại không bao nhiêu dương tử thi tiếp bản nguyên cầu vào trong tay dùng năng lượng bao vây cẩn thận cảm ứng bỗng nhiên đôi mi thanh tú của nàng hơi nhíu lên đại nhân hình như bản nguyên cầu này có chút không đúng lắm. Cái gì? Trần Lâm giật mình, vội vàng cầm bản nguyên cầu về cẩn thận xem xét. Nhưng bất kể thao tác như thế nào, cũng không phát hiện ra điều gì khác thường. Vì thế lại đặt bản nguyên cầu về trên bàn tay Dương Tử Thi, nếu mày nói, có chỗ nào không đúng, nhưng tồn tại năng lượng dị chủng sao, chuyện này không phải chuyện đùa, lúc trước hắn đã sử dụng bản nguyên cầu một lần, nếu có vấn đề thì phiền phức. Ừm. Dương Tử Thi khẳng định gật đầu lập tức lại lắc đầu, giải thích, giống như là năng lượng dị chủng, nhưng lại rất mơ hồ, nếu như không phải năng lực thiên phú của ta những năm qua tăng lên rất nhiều, đều không thể phát hiện. Vậy ngươi thử một lần xem có thể thanh trừ hết năng lượng dị thường bên trong không, Trần Lâm thần sắc ngưng trọng, đồng thời cũng kiểm tra một chút thiên phú bản nguyên của mình, thế nhưng là không có phát hiện chút nào. Dương tử thi thì thi triển năng lực thiên phú, tiến hành tinh lọc bản nguyên cầu trong tay. Từ từ, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại đồng thời càng nhăn càng sâu trần lâm thấy thế tâm cũng nhấc lên theo nếu ngay cả đối phương cũng không thể tịnh hóa vậy bản nguyên cầu này liền không thể dùng tràn cảnh ngón tay đen cũng liền mất đi ý nghĩa thăm dò cái này cũng chưa tính tai họa ngầm hắn hấp thu bản nguyên cầu lúc trước cũng không cách nào thanh trừ thực sự không có cách nào hắn cũng chỉ có thể vận dụng tiên thiên chi lực thanh lý thiên phú bản nguyên của mình một lần nhưng làm như vậy cho dù rút tai họa ngầm ra, bản nguyên cũng phải bị thương nặng, dẫn tới kết quả chính là thiên phú có thể giảm xuống rất nhiều, không chừng sẽ trở lại mức độ ban đầu 10 lần trúng một. Thời gian từng chút trôi qua. Thật lâu sau, lông mày dương tử thi mới giãn ra một chút, sau đó thần sắc buông lỏng nói, tuy rằng rất khó khăn, nhưng còn có thể tiến hành tịnh hóa, chỉ là tốn thời gian hơn một chút. Trần Lâm cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nếu như vậy, liền dễ làm. Lập tức hắn để đối phương giúp hắn kiểm tra thân thể, quả nhiên, ở bên trong thiên phú bản nguyên của hắn, cũng phát hiện loại năng lượng dị thường kia. Hơn nữa khi Dương Tử Thi tiến hành tịnh hóa năng lượng dị thường, hắn cũng mơ hồ nhận ra cổ năng lượng này tồn tại. Có thể nói là vô cùng yếu ớt, nếu không phải có Dương Tử Thi, hắn vĩnh viễn cũng không phát hiện được. Hơn nữa ngay cả Dương Tử Thi cũng phải cẩn thận cảm ứng mới có thể phát giác được, có thể thấy được tính ẩn nấp của năng lượng dị chủng này mạnh bao nhiêu càng làm cho trần lâm thầm nghĩ trong lòng chính là loại năng lực này tồn tại ở trong cơ thể năng lực thiên phú của hắn vậy mà không có báo động trước tình huống như vậy có hai khả năng thứ nhất chính là của năng lượng dị thường này quá mức yếu ớt cũng không có nguy hiểm gì một cái nữa chính là cấp bậc năng lượng rất cao vượt ra khỏi phạm vi hiệu quả của năng lực thiên phú nếu là cái trước còn tốt nếu là cái sau đây chính là đủ mạo hiểm may mắn kịp thời phát hiện nếu không thiết tưởng không chịu nổi nhưng trần lâm cảm thấy khả năng thứ hai không lớn khả năng lớn nhất vẫn là năng lực thiên phú của hắn quá yếu không cách nào dự đoán được quá xa nguy hiểm nếu như có tồn tại nào muốn dùng loại năng lượng này gây bất lợi cho hắn tin tưởng hẳn là sẽ có phản ứng nhưng thật sự đến lúc đó đã có chút muộn loại nguy hiểm này không thể để ở trên người trong những ngày kế tiếp, Trần Lâm liền để cho Dương Tử Thi tinh lọc cho hắn, đồng thời phái người thời khắc khắc chú ý viên chấn hải. Trọn vẹn dùng thời gian một tháng, cơ hồ là ngày đêm không ngừng, mới rốt cục thanh trừ năng lượng dị thường trong bản nguyên. Tiếp theo, Trần Lâm gọi viên chấn hải đến, để Dương Tử Thi kiểm tra một chút. Quả nhiên, trong thiên phú bản nguyên của đối phương cũng có năng lượng dị chủng, nhưng càng yếu ớt hơn. Người ở trong cảnh tượng đó, có cảm giác dị thường gì không trần lâm nhìn đối phương trầm giọng hỏi thăm cũng vận dụng bí thuật viên trấn hải không biết nội tình còn vẻ mặt mờ mịt lắc đầu nói hồi bẩm đại nhân vẫn chưa phát hiện dị thường là có chỗ nào không đúng sao thấy đối phương thật sự cái gì cũng không biết sắc mặt trần lâm hơi ngơ ngác không có gì ngươi không cần lo lắng hắn thuận miệng ứng phó một câu sau đó vung tay áo lên đối phương liền hôn mê cũng tịnh hóa cho hắn một chút đi, miễn cho xảy ra vấn đề gì, nhưng năng lực của ngươi phải giữ bí mật, không nên nói với người ngoài. Trần Lâm mở miệng nói với Dương Tử Thi. Năng lực tịnh hóa của đối phương có giá trị rất lớn, nếu bị tồn tại cường đại để mắc tới, nhất định sẽ có phiền phức, nhất định phải cẩn thận một chút. Dương Tử Thi cũng biết lợi hại trong đó, cực đầu đồng ý, viên chấn hải dù sao cũng chỉ mới nuốt chửng một chút bản nguyên cầu trong khi thí nghiệm, năng lượng dị thường trong cơ thể rất ít, một ngày đã bị tinh lọc sạch sẽ, hắn không biết Trần Lâm làm gì với hắn, cũng không dám hỏi, vẻ mặt mờ mịt rời đi. Mà Trần Lâm thì phân phó đối phương tiếp tục phối hợp lão tu, tiến hành thăm dò tràn cảnh hắc thủ chỉ, không nên gián đoạn. Có dương tử thi, tai họa ngầm của bản nguyên cầu có thể giải quyết, vậy cảnh tượng này vẫn còn giá trị, dù sao thu hoạch được bản nguyên cầu này quá khó khăn. Nhưng rất nhanh Trần Lâm liền phát hiện, vô luận lại phái đi vào bao nhiêu lão tu, tất cả đều là đá chìm đáy biển, không có một cái nào có thể còn sống đi ra chớ nói chi là hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng viên trấn hải không kiềm chế được lần nữa xin đi cùng ba lão tu sĩ tiến vào trong đó một ngày sau trần lâm đang chờ đợi trong mật thất thấy viên trấn hải mở mắt bái kiến đại nhân viên trấn hải khôi phục rất nhanh đứng dậy thi lễ với trần lâm thế nào trần lâm nhìn ba lão tu bên cạnh mở miệng hỏi thật ra không hỏi cũng đã biết kết quả bởi vì sinh cơ của ba người này đều đã đoạn tuyệt, hắn muốn hỏi chính là cách chết của ba người này. Viên chấn hải lắc đầu, thần sắc ảm đạm. Tiếp theo nghi mặt nói, đại nhân, ta phát hiện một tình huống, không phải người có thiên phú, không thể tiếp nhận nhiệm vụ bên trong, nói như thế nào, thần sắc trần lâm khẽ biến, vội vàng hỏi thăm. Viên chấn hải hít vào một hơi, nói, sau khi chúng ta cùng tiến vào trong đó, ta không nhận nhiệm vụ trước, mà chỉ đạo ba lão tu bọn họ thao tác, nhưng sau khi bọn họ và người gác bi báo ra lựa chọn nhiệm vụ, người gác bi kia lại thờ ơ nuốt ngụm nước bọt, hắn tiếp tục nói, trong đó lão tu gọi là hồ chính lai kia không nhịn được, dưới tình thế cấp bách thử đi chạm vào người thủ bi, hóa thành hư vô tại chỗ, hai người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, vẫn đang chờ đợi, cuối cùng. Bất đắc dĩ muốn bài xích rời đi, hiện tại xem ra đều đã chết. Trần Lâm trầm mặt không nói. Thật ra thì tình huống này lúc trước hắn đã có suy đoán, nhưng là cảm thấy không có khả năng lắm, liền kéo dài tới bây giờ mới tiến hành thí nghiệm. Đương nhiên cũng có nguyên nhân người có thiên phú không dễ tìm kiếm, nhất là sau khi khôi phục, người có thiên phú và huyết mạch tu sĩ càng ngày càng ít, hơn nữa người có thiên phú đều được xem là thiên chi kiêu tử, không thiếu tài nguyên tu luyện, bình thường cũng sẽ không nhận thuê như vậy. Còn ngươi, không tiếp tục nhận nhiệm vụ trên bia đá đi, có cảm giác gì không? Trần Lâm tiếp tục hỏi. Theo cảnh tượng thăm dò tăng lên, Bây giờ hắn cũng không dám xác định tất cả các nhiệm vụ của cảnh tượng đều là một lần duy nhất, Mỹ Thực Đảo chính là mỗi lần rời đi đều có nhiệm vụ, cho nên hắn mới để cho đối phương tiến hành thí nghiệm. Hồn lực đủ mạnh, nếu có hạn chế, trong quá trình thử rời khỏi sẽ có một chút cảm ứng nguy hiểm. Cái này thì không có, bây giờ ta cảm thấy mọi chuyện đều rất bình thường, nhiệm vụ bên trong hẳn là một lần duy nhất. Viên Chấn Hải chắc chắn trả lời. Trần Lâm trong lòng khẽ buông lỏng như vậy còn tốt một chút, chí ít có thể trước xem xét nội dung nhiệm vụ, không có nhiệm vụ tốt có thể không làm. Suy nghĩ một chút, hắn nói, đã như vậy, trước tiên không cần thăm dò, chờ tìm được người nguyện ý nhận thuê thiên phú lại nói, về phần lão tu còn lại, nguyện ý rời đi liền cho bọn họ một số linh thạch, nguyện ý lưu lại, liền giao cho Tây Nguyên xảo đi xử lý, vâng, viên chấn hải thở vào nhẹ nhõm, vội vàng đáp ứng. Hiện tại hắn cũng có chút lo lắng đối với những nhiệm vụ kia, có thể không đi thì tốt hơn. Chuyện phía sau giao cho Trịnh Huyền Thanh xử lý, Trần Lâm mang theo Tiểu Thảo và Dương Tử Thi về tới động phủ của mình, sau đó để Dương Tử Thi thủ hộ, hắn thì mang theo Tiểu Thảo tiến vào cảnh tượng Đổ Vận Hồ. Không có bản nguyên cầu tăng năng lực thiên phú, như vậy trước khi hoàn thành nhiệm vụ tước vị, cần câu một mỹ nhân lên, nếu không chỉ mang theo một mình Tiểu Thảo, hắn có chút không chắc Tuy người bảo vệ Mỹ thực kia cho hắn một tính vật, đáp ứng có thể triệu hoán đối phương trong nhiệm vụ một lần, nhưng loại chuyện dựa vào người khác này không thể ỷ lại tuyệt đối, nhỡ đâu đến lúc đó đối phương không hưởng ứng triệu hồi, vậy thì trở tay không kịp. Trừng cây nhỏ Thân ảnh Trần Lâm cùng Tiểu Thảo hiển hiện. Hả, vừa mới đứng vững, Trần Lâm đã nhìn thấy trong rừng cây có một bóng người, lập tức kích phát hồn giáp thuật, tú đao cũng rơi vào trong tay tiểu thảo càng là trực tiếp kiếm khí lóe lên đã xông ra ngoài không cần lo lắng là ta một thanh âm quen thuộc vang lên đồng thời xung quanh thân ảnh kia sáng lên một mảnh bạch quang làm ra trạng thái phòng ngự tiểu thảo trở về trần lâm lúc này thấy rõ bóng người là ai lập tức triệu hồi tiểu thảo ha ha hai vị quá nhạy cảm ở trong yểm giới động thủ với thương nhân vân du bốn phương sẽ bị yểm luật trừng phạt bóng người không phải ai khác chính là người từng có duyên gặp mặt trần lâm hóa ra là ngươi sao ngươi lại ở chỗ này trần lâm không ngờ lại gặp đối phương ở chỗ này hoài nghi đối phương đang chờ hắn thương nhân vân du bốn phương cười cười ha ha không nên hiểu lầm gần đây người cần vật có khí vận tương đối nhiều cho nên số lần ta tới nơi này tương đối nhiều mà thôi nói xong nhìn trần lâm một chút nói xem ra các hạ phát triển không tệ chẳng những dọn dẹp tai họa ngầm trên người Tu vi cùng năng lực thiên phú đều tăng lên rất nhanh chóng, nhưng mà giữa linh hồn cùng nhục thân tựa hồ không hòa hợp chút nào. A à, cô hà ra lời ấy, Trần Lâm trong lòng khẽ động, trầm giọng mở miệng. Trong mắt đối phương quả nhiên độc ác, liếc mắt liền nhìn ra tai họa ngầm của thân thể hắn. Hắn cũng đang tìm đối phương, muốn nhìn xem đối phương có loại bảo vật như Đăng Tiên Đan hay không. Hiện tại đối phương chủ động nói ra, xem ra tựa hồ thật có biện pháp. Nghe được Trần Lâm nói thương nhân vân du bốn phương cười như không cười nói các hạ cần gì biết rõ còn cố hỏi lấy tu vi của ngươi bây giờ sẽ không cảm giác được loại thiếu sót này sao lập tức nghiêm mặt nói theo ta được biết hệ thống tu tiên giả các ngươi muốn tu luyện thành chân tiên nhất định phải chân hồn chân thân thể tương dung một chỗ mới được thiếu hụt này của ngươi cũng không nhỏ không thành chân tiên liền không cách nào hóa hư làm thật thời gian của ngươi cũng không nhiều lắm trần lâm nhíu mày đối phương giống như thật sự biết hết mọi chuyện, câu nói sau cùng, hẳn là ám chỉ đại kiếp ngàn năm sau. Bất quá hắn không vội vã hỏi phương pháp giải quyết, mà cười lạnh một tiếng nói, lời ngươi nói ta cũng không thể tin được, lần trước ngươi không phải nói nguyên nhân chư giới sụp đổ là vì một chùm tia sáng sao, nhưng theo tin tức ta lấy được sau đó, lại có chút khác biệt, hơn nữa so với ngươi càng thêm đáng tin hơn, nghi hoặc này đã sớm ở trong lòng hắn, hôm nay gặp gỡ, vừa vặn hỏi thăm một phen. Thương nhân vân du bốn phương ngạo nghệ nói, trên thế giới này còn có người tin tức chuẩn xác hơn ta. Nói ra nghe một chút, nếu có thể chứng minh ta nói là sai, ta có thể đáp ứng ngươi một yêu cầu. a à, đây là ngươi nói, không nên đổi ý, Trần Lâm cười nhạt một tiếng. Lập tức giảng thuật cách nói trưởng thượng tiên quốc một phen, đồng thời lấy ra bản chép tay của sự quan quy và tiên nhân nhân làm bằng chứng, nếu thật sự có thể đưa ra một yêu cầu với đối phương, vậy có thể thu hoạch được chỗ tốt không nhỏ. Nhưng sau khi người lái buông hiểu rõ xong, lại lạnh nhạt nói, ngươi nhận được tin tức cũng không thể nói chính xác, nhưng cũng không xung đột với ta nói, loại tin tức này vốn là cần thu phí, nhưng ta và ngươi hữu duyên, ta liền miễn phí cung cấp cho ngươi một ít. Giật giật thân thể, hắn chậm rãi giải thích, tin tức lần trước ta ở đây nói với ngươi, là trên cấp bậc vĩ mô, mà ngươi đạt được, là thấp một cấp. Ngươi hiểu rõ đến trưởng thượng tiên quốc, đơn chỉ nguyên vực chỗ các ngươi, đây chỉ là một cái giới vực, ngay cả toàn bộ hệ thống tu tiên cũng không có hoàn toàn bao quát, trong vũ trụ mịt mờ loại giới vực này có rất nhiều rất nhiều còn có ma giới thế giới vô sư và các hệ thống tu luyện khác cũng có nguyên vực riêng của mình nói tới đây người bán hàng rong lại đi đến bên cạnh một chặt cây nâng lên một mảnh lá cây nói nguyên vực mà chúng ta nói tới đều nằm trong từng mảnh lá cây như vậy lá cây chính là một giới diện cao hơn một cấp ngoài lá cây là không gian không biết có lẽ là sinh linh giống chúng ta chỉ là tu vi cao hơn cũng có thể là tồn tại chúng ta không thể lý giải. Lúc này, người bán hàng trong nhìn Trần Lâm một chút, nói đầy thâm ý, ta lại miễn phí nói cho ngươi biết một tin tức, là rất có thể là sinh mệnh ngoài lá cây, nó đi vào trong lá cây, tất có nguyên do, lần trước ngươi đạt được nhiều la binh như vậy, hẳn là nắm giữ năng lượng khắc chế la, loại năng lượng này, cũng rất có thể đến từ bên ngoài lá cây. Sắc mặt Trần Lâm hơi đổi một chút. Năng lượng khắc chế la chính là diệt hồn chỉ, hắn đã sớm hoài nghi môn thần thông này lai lịch bất phàm, hiện tại xem ra còn khoa trương hơn so với hắn tưởng tượng. Nếu như năng lượng của diệt hồn chỉ đến từ bên ngoài lá cây, vậy không cần phải nói, Bạch Ngân Tiên Tử tất nhiên cũng đến từ bên ngoài lá cây, hoặc là tổ tiên gia tộc Vân Thị đến từ bên ngoài, được truyền thừa từ thế hệ trước. Vậy yểm giới là cái gì, trong lá cây hay ngoài lá cây, cơ hội này khó được, nếu đối phương nguyện ý nói, Trần Lâm liền hỏi thăm lần nữa. Thương nhân Vân Du bốn phương cũng không so đo, cười cười nói kiểm giới mà ngươi nhìn thấy chỉ là một góc của núi băng mà thôi kiểm giới ở khắp mọi nơi nhưng lại không có liên quan chuyện này ngươi chậm rãi sẽ hiểu rõ ta không thể nói cũng biết không nhiều không đợi trần lâm hỏi lại hắn liền nói tiếp ta đã nói đủ nhiều đổi lại người khác những tin tức này phải đổi bằng không ít bảo vật ta cũng không yêu cầu quá nhiều chỉ cần một nhân tình của ngươi hy vọng sau này khi ta cần dùng đến ngươi ngươi đừng từ chối ân tình trần lâm ngẩn người Trước đó Phong Tam Nương ở phòng hát nhạc xin hắn một nhân tình, hiện tại đối phương lại muốn, nhân tình của hắn từ khi nào lại được truy phủng như vậy, sự tình khác thường tất có yêu dị, ánh mắt Trần Lâm lóe lên, trầm giọng hỏi, ngươi muốn nhân tình của ta có ích lợi gì, chẳng lẽ nhìn ra cái gì hay sao, ha ha. Người lái buông cười cười, nói, đừng nghĩ nhiều, ta chỉ tự bảo vệ mình mà thôi, không chỉ muốn ân tình với ngươi, những người khác cũng muốn không ít, đại biến sắp tới, ai có thể cam đoan có thể sử dụng ai chứ, người thoạt nhìn có chút tiềm lực giống như ngươi, còn có thể gặp được càng nhiều người lấy lòng ngươi. Trần Lâm có chút mờ mịt. Chính hắn cũng không biết mình có tiềm lực gì, thứ duy nhất có thể lấy ra có lẽ chính là thiên phú vận mệnh và lôi thần kiếm, chỉ nói riêng tiềm lực, đó chính là thiên phú vận mệnh, cũng có thể là thiên phú khí vận hắn biểu hiện ra bên ngoài, tuy khí vận không bằng vận mệnh, nhưng cũng là một loại thiên phú đỉnh cấp được coi trọng cũng rất bình thường nhưng mà nhân tình thứ này nợ thì nợ đi một ngân phiếu không có thể đổi được chỗ tốt thực sự cớ sao không làm về phần về sau có giúp đối phương hay không vậy thì đến lúc đó lại nói được nếu các hạ tuệ nhãn biết châu vậy ta sẽ nhớ kỹ nhân tình này trần lâm đáp ứng một tiếng sau đó lập tức lại nói bất quá những tin tức này đối với ta mà nói quá mức xa xôi tác dụng không lớn hiện tại ta nhu cầu cấp bách một ít thứ không biết các hạ có thể giao dịch một chút hay không chỉ cần các hạ có thể thỏa mãn yêu cầu nho nhỏ của ta bao nhiêu nhân tình đều được trần lâm yêu cầu để cho thương nhân vân du bốn phương im lặng một hồi hắn cười kha một tiếng nói giao dịch có thể nhân tình thì không cần nhiều quá ta sợ ngươi không trả nổi tiếp theo lại nói muốn đổi cái gì thì nắm chặt thời gian bỏ qua lần này lần sau muốn gặp được ta đã không dễ dàng lần này ta có thể phá lệ một chút cho ngươi quyền hạn giao dịch ba lần Trần Lâm nhìn đối phương, cật đầu nói lời cảm tạ. Dựa theo quy củ thương nhân vân du bốn phương, mỗi khách hàng mỗi lần chỉ có thể giao dịch một vật phẩm, có thể cho hắn ba cơ hội, quả thật xem như là ưu đãi. Vậy ta không khách khí, không biết trên tay ngươi có đăng tiên đan không, hắn trực tiếp đưa ra vật phẩm cần thiết nhất. Thương nhân vân du bốn phương lại lắc đầu nói, xem ra ngươi đã tìm được biện pháp giải quyết tai họa ngầm của thân thể, nhưng loại đan dược đặc thù đăng tiên đan này ta là không có, đan phương cũng chưa từng thấy, Ngươi muốn tìm chỉ có thể ở giới diện hệ thống tu tiên các ngươi đi tìm. Trần Lâm có chút thất vọng. Thương nhân vân du bốn phương nơi này là hắn ký thác kỳ vọng cao, bên này không có cũng chỉ có thể đi tìm Khô Lâu Lão giả kia. Nhưng tiết điểm của Tinh Quan giới biến mất, manh mối kia cũng gián đoạn. Nhưng đối phương biết Đăng Tiên Đang cũng nói ra lời này, liền cho thấy Đăng Tiên Đang thật sự tồn tại. Hơn nữa thật có thể giải quyết tai họa ngầm của hắn. Đây cũng coi như là một tin tức tốt trầm ngâm một chút trần lâm lại nói vậy ngươi hẳn là biết biện pháp giải quyết linh hồn cùng thân thể không tương dung a à, có thể nói ra nghe một chút hay không đối phương trước đó chỉ ra tai họa ngầm của hắn không có khả năng là tùy tiện nói một chút nhưng mà thương nhân vân du bốn phương lại lắc đầu không có loại bảo vật này vốn ít ta quanh năm trà trộn ở không gian cấp thấp tiếp xúc đến tu tiên giả thực lực tổng thể hơi thấp cho nên cũng không có giao dịch đến loại bảo vật này thấy Trần Lâm thất vọng, hắn lại nói, nhưng ta biết một nơi, nơi đó có thể tồn tại loại vật phẩm này, ngươi muốn giao dịch tin tức này sao, cần cái giá gì, Trần Lâm lập tức hỏi thăm. Hiện tại hắn không có con đường khác, cho nên có một tia cơ hội cũng không thể bỏ qua. Ha ha, cái giá lớn sao, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là giúp ta làm một việc, một cái khác là phân ra một phần thiên phú bản nguyên cho ta. Người lái buông cười nói nhưng yêu cầu lại làm cho trần lâm nhíu nhíu mày thiên phú bản nguyên hắn tuyệt đối sẽ không phân ra đây không chỉ là vấn đề ảnh hưởng đến năng lực thiên phú còn lo lắng sẽ bị lợi dụng sử dụng thuật pháp quỷ dị loại nguyền rủa gì đó với hắn ngươi muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì trần lâm thử thăm dò cũng không phải chuyện gì lớn ngươi giúp ta câu một cái bảo trương khí vận là được ta nghe nói ngươi ở trong hồ đổ vận này đã câu được mấy cái bảo trương bảo trương khí vận Trần Lâm không nghĩ tới yêu cầu của đối phương là như vậy, ngoài ý liệu, cũng hợp tình hợp lý. Đối phương năm lần bảy lượt xuất hiện ở đây, rất có thể là vì bảo trương khí vận mà đến, cho nên mới ở chỗ này chờ hắn. Nhưng hắn cũng không dám đồng ý, thái độ của Kim Thiềm đối với hắn vẫn lãnh đạm như cũ, câu một ít tôn tép còn có thể, nếu câu bảo trương khí vận, đối phương khẳng định sẽ tức giận. Vì vậy cũng không giấu giếm, nói thẳng, điều kiện này không được, chính là bởi vì ta câu được quá nhiều bảo trương, kim thiền kia nhìn ta vô cùng không vừa mắt, không nói đến ta cũng không thể trăm phần trăm câu được bảo trương, cho dù câu được, chỉ sợ cũng không còn mạng cầm. Ồ, người lái buông sửng sốt. Lập tức vẻ mặt buồn bực nói, ta đã nói mà, sao ở chỗ này thời gian dài như vậy một cái bảo trương cũng không có nhìn thấy, nguyên lai là con cóc kia dở trò quỷ, xem ra đối phương là nắm giữ quy tắc quyền hạn nhất định, có xu thế tiến giai lên thủ hộ giả a, cái gì? Trần Lâm nghe vậy lộ ra vẻ kinh hãi, vậy Kim Thiền muốn trở thành thủ hộ giả, đây cũng không phải là một tin tức tốt, nếu đối phương thành thủ hộ giả, cảnh tượng này đối với hắn mà nói chính là cấm địa. Sợ cái gì? Người lái buôn khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, nói, muốn trở thành thủ hộ giả cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đối phương tối đa cũng chỉ là vừa mới bắt đầu lột xác không có mấy ngàn hơn vạn năm là không thể nào hoàn thành hơn nữa trong lúc này biến hóa rất nhiều một chút sai lầm nào xảy ra đều sẽ sắp thành lại bại nói đến đây hắn nhìn chung quanh cười lạnh nói huống chi nơi này không chỉ có chính nó có mấy người có thể tranh đoạt thủ hộ giả lập tức hắn lại trở nên thổn thức nhưng con ếch xanh kia có thể nắm giữ bộ phận quy tắc nói lên thủ hộ giả khí vận đại nhân là thật sự tiêu tán thủ hộ giả a đây chính là tồn tại vĩnh cửu không thay đổi vậy mà cũng có thể tiêu tán yểm giới thật sự không còn là yểm giới ban đầu nữa cũng không biết kiếp nạn lần này có thể vượt qua hay không ánh mắt trần lâm lóe lên hỏi đại kiếp nạn mà các hạ nói tới chính là đại kiếp ngàn năm sau sao không biết là làm sao xác định có thời gian cụ thể không làm sao xác định người lái buông cười nhạt một tiếng chuyện này ngươi không cần hiểu rõ có đôi khi biết quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt nhưng ta lại rất tò mò ngàn năm sau có tin tức về kiếp nạn ngươi từ đâu biết được nhưng tiểu công chúa điện hạ có liên lạc với ngươi không trần lâm do dự một chút vẫn không có đánh cờ của nữ nữ mà là nói đúng sự thật là người bảo vệ mỹ thực đại nhân nói cho ta biết các hạ có biết người bảo vệ mỹ thực tồn tại không thủ hộ giả ẩm thực ánh mắt thương nhân vân du bốn phương sáng ngời nhưng trên mặt lại mang theo hoài nghi Trần Lâm thì đem tín vật thủ hộ giả mỹ thực cho hắn lấy ra sáng. Nếu nữ nữ tạm thời đánh không được, vậy thì đổi một cái khác. Mà tín vật này nếu dùng tốt, vậy hắn cũng có thể cầm tới cáo mượn oai hùng trước mặt kim thiềm kia thả câu một phen. Ánh mắt thương nhân vân du bốn phương rơi vào trên tín vật, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Không ngờ ngươi còn có thể thu được sự ưu ái của người bảo vệ mỹ thực. Nói như vậy, ngươi đã chế tạo ra mỹ thực bốn sao trở lên rồi. Không đợi Trần Lâm nói chuyện cả liền tiếp tục nói. Nói như vậy, điều kiện giao dịch của ta có thể thay đổi một chút, chỉ cần ngươi chế tác cho ta một phần mỹ thực tứ tinh, cũng không cần thả câu bảo rương, điều kiện này khiến Trần Lâm cao hứng không thôi. Nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mặc dù tâm linh bao tử đối với hắn mà nói không tính là gì, nhưng trên thực tế giá trị của Mỹ thực bốn sao rất khoa trương, nếu so sánh, so với rương báu của đổ vận hồ cao hơn nhiều. Đi Mỹ thực đảo tiêu phí, không nói đến vấn đề quyền hạn tiến vào, chỉ là một tấm vé ăn ngon bốn sao đã là một vạn yếm tệ, hơn nữa là có tiền cũng không mua được. Trần Lâm làm ra bộ dạng khó xử. Hơn nửa ngày, mới trầm giọng nói, yêu cầu này của các hạ quá cao, phải biết rằng mua mỹ thực ở trên mỹ thực đảo là cần vé mỹ thực. Mỹ thực khoáng tam tinh còn có thể dùng yếm tệ mua được, nhưng tứ tinh lại căn bản sẽ không có người bán, muốn có được, chỉ có thể dùng điểm tích lũy đổi, ngươi chỉ dùng một tin tức đã muốn đổi một phần mỹ thực tứ tinh, chỉ sợ là có chút không đủ, lập tức hắn lại nói nhưng nếu ngươi dùng nhân tình ta nợ ngươi vậy ta có thể miễn cưỡng đáp ứng thương nhân vân du bốn phương nhìn trần lâm cười nói nơi này cũng không phải là mỹ thực đảo lấy đâu ra vé mỹ thực nếu dùng vé mỹ thực vậy ta liền trực tiếp đi mỹ thực đảo cũng không cần giao dịch với ngươi trần lâm tự nhiên hiểu được đạo lý này hắn nói như vậy chính là vì cò kè mặt cả vì vậy vẫn như của một bộ vẽ khó xử nói ngoại trừ khoáng mỹ thực giá trị của thức ăn 4 sao cũng không thấp, rẻ nhất cũng phải một vạn yểm tệ mới được, giá trị cao hơn rương báo, nếu trong rương báo mở ra yểm tệ, tối đa cũng chỉ 2-300 cái, cho dù mở ra bản nguyên cầu có giá trị nhất, cũng không đáng một vạn yểm tệ. Vậy ý của ngươi là, người thương nhân đã duyệt qua vô số người, Trần Lâm nghĩ như thế nào hắn đều rõ ràng. Nhưng mỹ thực của Mỹ thực đảo tứ tinh lại là hàng bán chạy, hắn đang lo không có gì để bán ở không gian cấp 1, cho nên tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Trần Lâm suy tư một hồi, sau đó ra quyết định, như vậy đi, ngoại trừ tin tức vừa nói, còn phải thêm một phần lộ dẫn tạm thời cấp 4, như vậy tuy ta vẫn chịu thiệt, nhưng cũng nhận, có thể. Khiến Trần Lâm ngoài ý muốn chính là, đối phương ngay cả giá cả cũng không có, trực tiếp liền đồng ý yêu cầu. Hắn lập tức biết là ít đi, nhưng hối hận đã muộn, sau khi Thương Nhân Vân Du bốn phương đáp ứng, lập tức lấy ra một con đường lâm thời đưa đến trước mặt hắn. Sau đó lại mở miệng nói, nơi ta nói chính là vong hồn tuyền của minh giới, nước suối này có hiệu quả hóa giải linh hồn đoạt xá sau đó không tương dung. Được rồi, điều kiện của ta đã thỏa mãn, đem mỹ thực bốn sao lấy ra đi, thương nhân vân du bốn phương căn bản không cho Trần Lâm cơ hội cự tuyệt, lập tức đưa tay làm ra tư thế yêu cầu. Trần Lâm trao mày. Nơi đối phương nói không ngờ lại ở minh giới. Minh giới là một giới diện đặc thù, trình độ nguy hiểm không thấp hơn yểm giới, nước suối này khẳng định không dễ cầm hắn chưa giao ra bánh bao tâm linh, mà là mở miệng hỏi, minh giới quá lớn, nói là vô cùng vô tận cũng không đủ, ngươi chỉ cho ta một cái tên nước suối, để ta đi nơi nào tìm, ít nhất cũng phải có vị trí đại khái chứ, người lái buông lắc đầu, vị trí cụ thể ta cũng không biết, minh giới là vị diện cao cấp, cùng những tràng cảnh nghiệm giới bình thường này cũng không tương giao, cho nên ta cũng chưa từng gặp qua sinh vật minh giới, tin tức này là ngẫu nhiên đoạt được. Thấy sắc mặt Trần Lâm khó coi, hắn suy nghĩ một chút, lại nói, nếu như nhất định phải tìm một phương vị đại khái, người giao dịch tin tức lúc trước hình như đã nói, hẳn là ở tầng thứ bảy Minh Giới, nhưng cụ thể có chuẩn xác hay không, ta không thể bảo đảm. Minh Giới tổng cộng có bao nhiêu tầng? Trần Lâm mở miệng lần nữa, người lái buông hừ một tiếng, nói: các hạ được một tất lại muốn tiến một thước rồi chứ? Ta đã miễn phí giới thiệu cho ngươi rất nhiều tin tức, ngươi còn dây dưa như vậy thì không có ý nghĩa gì. Tiếp theo lại nói tổng cộng ba lần giao dịch cơ hội, ngươi đã dùng hai lần, nếu lần này cũng tính một cái, ta có thể nói cho ngươi biết, chỉ cần một yểm tệ là được, không cần. Trần Lâm lập tức cự tuyệt. Minh giới mặc dù thần bí, nhưng vẫn có ghi chép liên quan đến điển tịch, không cần lãng phí ở trên này. Hắn không dông dài nữa, lấy một lồng bánh bao nhân tôm cánh hoa mai ra, đưa đến trước mặt đối phương. Người lái buôn cầm lấy một cái ngửi ngửi, mở ra miệng rộng nhét toàn bộ vào, sau một hồi nhấm nuốt, hốc mắt lập tức trở nên ướt át, hai giọt nước mắt to như hạt đậu từ khóe mắt chảy xuống. Hô, người lái buông nhẹ nhàng thở ra một hơi, lấy tay lau khóe mắt một chút. Được được được. Không hổ là Mỹ thực tứ tinh, một cái bánh bao này, có thể tiêu trừ lệ khí trăm năm, hắn tán thưởng một tiếng, sau đó lấy ra một vật chứa đặc thù, cẩn thận cất vĩ hấp vào trong đó, thu vào không gian tiền đồng. Nói đi, còn có một lần quyền hạn giao dịch ngươi muốn giao dịch cái gì? Trần Lâm sờ cầm, không có yêu cầu, mà là hỏi một cái nghi hoặc trong lòng. Hắn mở miệng nói, nghe nói thương nhân vân du bốn phương các ngươi có phục vụ giao hàng tới cửa, nhiều năm như vậy ta cũng giao dịch không ít thứ trên tay ngươi, không biết có tư cách đạt được quyền hạn như vậy hay không, thương nhân vân du bốn chân ngẩn người, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Mặt lạnh nhìn về phía Trần Lâm nói, ngươi nhìn thấy những thương nhân vân du bốn phương khác, Trần Lâm lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, thế nào, không thể có thương nhân vân du bốn phương khác tồn tại sao ngươi nhận thầu những tràn cảnh nhiễm giới này sắc mặt thương nhân vân du bốn phương càng thêm lạnh lẽo nói đây không phải là chuyện ngươi cần quan tâm thương nhân vân du bốn phương chúng ta tự có một bộ quy tắc ước thúc ngươi chỉ cần nói cho ta biết là gặp được ở nơi nào là được nếu như ngươi che giấu tin tức này vậy sau này ta sẽ không làm bất kỳ giao dịch gì với ngươi nữa đừng kích động trần lâm vội vàng khoác tay áo mặc dù đôi khi đối phương khiến người ta chán ghét cũng có mục đích khó có thể phỏng đoán nhưng con đường này lại không thể cắt đứt hơn nữa nghe ý tứ trong lời ngoài lời nói trước đó của đối phương tựa hồ là muốn thăng cấp về sau ở cảnh tượng cao cấp hơn có lẽ còn có thể cần dùng đến đối phương cho nên sợi dây này càng không thể đứt mặt khác hắn cũng không cần phải giấu giếm chuyện của lý phù diêu nghĩ tới đây trần lâm không hề giấu giếm đem tình huống lý phù diêu trong bức họa nói một lần thương nhân vân du bốn phương sắc mặt từ từ khôi phục bình tĩnh gật đầu nói thì ra là như vậy bức tranh kia hẳn là liên tiếp đến khu vực khác của yểm giới nhưng mà người mà ngươi nói nhất định là không thể vượt qua khu vực trừ khi có lộ dẫn màu sắc rực rỡ nhưng đó là không có khả năng con đường màu sắc rực rỡ trần lâm nắm lấy cơ hội lập tức dò hỏi ta đã giải đáp nghi hoặc cho ngươi có phải ngươi cũng nên nói cho ta biết một ít tin tức hay không đẳng cấp yểm giới này phân chia như thế nào lộ dẫn lại phân chia bao nhiêu đẳng cấp những thứ này tuy đều là tin tức cơ bản nhưng sau khi hiểu rõ cũng có tác dụng rất lớn hắn đã sớm muốn biết rõ ràng thương nhân vân du bốn phương gật đầu nói nói một chút cũng không sao lộ dẫn chia làm bốn cấp bạc trắng vàng và màu sắc rực rỡ đẳng cấp cao có thể bao trùm đẳng cấp thấp mặt khác lộ tuyến màu sắc rực rỡ có năng lực vượt qua khu vực về phần khu vực là cái gì lại có bao nhiêu đẳng cấp vẫn là câu nói kia kiểm giới ở khắp mọi nơi vô cùng vô tận bây giờ ngươi đã biết cũng vô dụng chờ ngươi đến độ cao nhất định tự nhiên sẽ hiểu dừng lại một chút hắn lại nói xem ở trên mặt mũi tiểu công chúa ta nhắc nhở ngươi một chút nếu như có điều kiện liền mau chóng thu hoạch được một cái thân phận tước vị đi nhớ kỹ là tước vị không phải quan chức quyền lực quan chức tuy lớn nhưng không có tự do trần lâm nghe vậy trong lòng rùng mình còn định hỏi lại. Người lái buông xua tay, nói, ta nói đã đủ nhiều, lại nói trái với quy tắc, nói ngươi một giao dịch cuối cùng muốn cái gì đi, thái độ như vậy, liền đại biểu cho không có chỗ thương lượng, Trần Lâm thầm nghĩ đáng tiếc, nhưng cũng chỉ có thể dừng lại. Suy nghĩ một chút hỏi, trên tay ngươi có vô tận nước không, vô tận thủy, thương nhân Vân Du bốn phương nhìn Trần Lâm một cái thật sâu, hỏi, ngươi biết vô tận thủy làm cái gì không, không biết. Trần Lâm thành thật trả lời. Tiếp theo nói, "Nhưng ta cần vật này, nếu ngươi có, có thể ra điều kiện, đương nhiên, ngươi nếu có thể giải thích một chút cho ta thì càng tốt hơn." Người lái buôn lắc đầu nói, "Đó là nước của dòng sông thời gian, đừng nói ta không có, chỉ sợ giới diện ngươi có khả năng tiếp xúc đến cũng không có vật ấy, đổi một điều kiện đi." Nước của dòng sông thời gian, Trần Lâm lộ ra vẻ chợt hiểu. Đồng thời cũng âm thầm cau mày dòng sông thời gian nói là sông dài, trên thực tế chỉ chính là lực lượng quy tắc thời gian, tựa như dòng sông vận mệnh của hắn, loại tồn tại này đều là hư hóa, hoặc là nói xen vào giữa hư thực, làm sao có thể thật múc ra nước, nhưng hiện tại không có thời gian suy nghĩ nhiều, suy tư một chút, hắn lại nói, vậy bây giờ ngươi có bác tí nhiễu hành không, ngoại trừ vô tận thủy, vậy cũng chỉ có bác tí cuốn quanh cần nhất, quan âm sa đã có vật thay thế, chỉ còn thiếu. Bác tí cuốn đi, liền có thể luyện chế ra luyện hồn đang chính bản nhưng khiến hắn thất vọng là đối phương lại lắc đầu người thương nhân nói bác tí nhiễu hành là sản phẩm đặc thù chỉ có một loại thần linh đặc thù sau khi ngã xuống mới có thể hình thành ở trong cơ thể dưới tình huống bình thường là rất khó gặp được lý do thoái thác này hợp tình hợp lý cũng không khác gì so với những gì hắn biết trần lâm chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ một lần nữa suy tư những thứ cần thiết cuối cùng mở miệng nói vậy thì giao dịch một kiện bảo vật có thể bảo vệ tánh mạng trong tràn cảnh nhiễm giới đi nhưng mà đẳng cấp phải đủ cao mới được bình thường không cần hắn vốn muốn hỏi một chút đối phương có hay không đột phá bình cảnh luyện hư trung kỳ nhưng so với đột phá bình cảnh hiển nhiên bảo vệ tính mạng quan trọng hơn cái này cũng được người lái buông rốt cục nhẹ gật đầu sau đó lấy ra một quyển trục màu đen quyển trục cường độ sau khi kích phát có thể cưỡng ép rời khỏi cảnh tượng ở đó trở lại thế giới hiện thực không bị nhiệm vụ rời đi ảnh hưởng, nhưng chỉ có tác dụng ở cảnh tượng bình thường, cảnh tượng Bạch Ngân trở lên không có hiệu quả. Ánh mắt Trần Lâm sáng lên. Có vật này, chỉ cần tràn cảnh nhiệm vụ tước vị không phải Bạch Ngân cấp, liền có thể đi hay ở, hy vọng sống tăng nhiều. Nhưng nếu như vậy, cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ nhiệm vụ, muốn nhận được thư mời nhiệm vụ cơ bản là không thể nào. Nhưng mặc kệ như thế nào, đây đều là đồ tốt, không dùng trong nhiệm vụ tước vị, còn có thể dùng trong những cảnh tượng khác, thăm dò cảnh tượng mới quả thực là thần khí. Vật này cần thứ gì để tiến hành giao dịch, Trần Lâm lên tiếng hỏi thăm. Đồ vật tuy tốt, nhưng bây giờ còn chưa phải của hắn. Thương nhân Vân Du bốn phương nhàn nhạt đáp lại, được rồi, trên người ngươi cũng không có thứ gì khác ta có thể coi trọng, lại thêm một lồng bánh bao đi, món bảo vật này giá trị hơn một vạn yểm tệ, hơn nữa căn bản mua không được, giá trị không thấp hơn so với bánh bao của ngươi yêu cầu này trần lâm đương nhiên sẽ không cự tuyệt sảng khoái lại lấy ra một lồng bánh bao giao cho đối phương hắn không khỏi âm thầm cảm thán bánh bao lưu gia này đã lập công lớn cho hắn chờ xử lý xong chuyện bên này muốn đi một chuyến đến huyện chí võ cho lưu gia tam nương nhiều một chút chỗ tốt người lái buôn nhận bánh bao không nói gì thêm thân hình trực tiếp biến mất trần lâm đứng tại chỗ cẩn thận kiểm tra quyển trục một phen lại đem tin tức thu được vuốt xuôi một lần cảm thấy thu hoạch rất nhiều thương nhân vân du đúng là tồn tại đặc biệt trong hiểm giới đi thôi chúng ta đi cược vận hồ bên kia xem trước một chút trần lâm gọi tiểu thảo một tiếng đi đến hồ cược vận tuy rằng đều là bánh bao tâm linh nhưng tứ tinh và tam tinh khác biệt rất lớn cho nên tôn cánh hoa mai còn phải chứa đựng nhiều hơn một chút mặt khác còn phải thử xem tính vật của thủ hộ giả mỹ thực có dùng được ở đây hay không nếu dùng tốt vậy hắn sẽ không khách khí bên hồ đã có người thả câu nhưng không nhiều lắm chỉ có ba người một người dáng dấp rất trừu tượng toàn bộ cơ thể vung vứt từ đầu đến chân đều không có ngoại lệ giống như là dùng gạch đắp lên vậy cũng không biết là chủng tộc gì hai người khác ngược lại tương đối bình thường một người chỉ là đỉnh đầu mọc ra một sừng màu bạc một người khác thì là nữ tử váy trắng khí chất tuyệt hảo tư sắc cũng là thượng thượng thừa trần lâm chỉ nhìn lướt qua liền tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống ném cần câu ra ngoài nhưng không đợi hắn sử dụng năng lực thiên phú gian lận chỉ thấy một chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng bay tới bóng dáng kim thiềm xuất hiện ở trong tầm mắt lại là ngươi thanh âm kim thiềm có chút lãnh đạm sau đó nói hôm nay danh ngạch thả câu đầy rồi về sau lại đến đi danh ngạch đầy trần lâm trong lòng rùng mình xem ra thương nhân vân du nói không sai đối phương đã bắt đầu lột xác về phía thủ hộ giả quyền hạn khống chế quy tắc càng ngày càng nhiều thế mà có thể trực tiếp đuổi người kim thìm mặc dù hạ lệnh trục khách nhưng trần lâm cũng không thể từ bỏ nơi này mất đi nơi này chẳng những không còn nơi phát ra tôn cánh mai mà còn mất đi một nơi tuyệt hảo để thu hoạch được khí vận khụ khụ trần lâm ho nhẹ hai tiếng hấp dẫn lực chú ý của kim thìm tới sau đó đem tính vật thủ hộ giả mỹ thực triển lãm một chút kim thìm hồ nghi nhìn một chút khi nó thấy rõ tính vật trên tay trần lâm lập tức thần sắc biến đổi. Thủ hộ giả ẩm thực, lúc thủ hộ giả khí vận còn sống, thủ hộ giả Mỹ thực thường xuyên tới nơi này, cho nên ấn ký trên tính vật này là hắn nhận ra. Nhưng khiến nó nghi hoặc là, Trần Lâm rõ ràng là thủ hạ của công chúa Kiêu Ngạo kia, tại sao lại kéo quan hệ với thủ hộ giả Mỹ thực, Kim Thiềm hết sức phiền muộn, gượng ép nở nụ cười nói, đã có tính vật của người bảo vệ Mỹ thực, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề phí câu cá cứ dựa theo một cái yếm tệ ban đầu là được. Trần Lâm trong lòng im lặng một hồi, thì ra phí thả câu tăng giá cũng là giả, đối phương hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục. Đa tạ, hắn nói một tiếng cảm ơn, mặt không biểu tình ném ra một yếm tệ. Kim thiềm tiếp vào trong miệng, nhìn Trần Lâm một cái thật sâu, quay người rời đi. Trần Lâm không dám lãnh đạm, lập tức kích phát thiên phú năng lực, bắt đầu nhanh chóng thả câu. Hắn không biết đối phương có cách nào liên hệ với người bảo vệ mỹ thực hay không Nếu vạch trần hai kế cáo mượn quai hùng của hắn Chỉ sợ sẽ thẹn quá hóa giận Vẫn là mau chóng thả câu xong rời khỏi nơi này thì tốt hơn Có thiên phú gia trì Tôn cánh hoa mai được thả câu từng con một Cảm giác không sai biệt lắm Trần Lâm liền bắt đầu thả câu cá khí vận Cua kim loại Còn có tôm hùng lớn Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không đụng tới bảo rương Bảo rương là độc chiếm của kim thiềm Một khi thả câu đối phương nhất định sẽ tức giận, cho nên hắn quyết định ra tay sau cùng, câu thêm mấy cái. Câu xong lần này, trong thời gian ngắn sẽ không bao giờ đến nữa. Đạo hữu từng đến Mỹ thực đảo chưa? Trần Lâm vừa mới câu được một con tôm hùng to lớn, bạch y nữ tử bên cạnh đứng lên đi tới gần, nhẹ giọng mở miệng nói. Nữ tử một bên hỏi thăm, còn một bên nhìn về phía cần câu Trần Lâm, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là rung động. Nàng cũng coi như là người câu cá thâm niên của vận thủy hồ, gặp qua rất nhiều cao thủ thả câu, nhưng mà mạnh như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp, gần như là cần câu vung ra sẽ câu được đồ vật, mặc dù không có bảo rương, nhưng cũng quá khoa trương một chút. Hai người thả câu khác cũng đều liếc mắt sang, nhưng không rời khỏi vị trí. Đi qua. Trần Lâm tùy ý đáp ứng, lại đem cần câu hất ra. Vừa ra liền thu, liền lại là một con tôm hùng bị quăng lên bờ, thu vào túi trữ vật. Trong mắt nữ tử hiện lên dị sắc, nhưng trong lòng lại kiềm chế tò mò, không hỏi Trần Lâm thả câu như thế nào. Mà tiếp tục hỏi, đạo hữu từng đi qua Mỹ thực đảo, vậy trên người thế nhưng có thư mời Mỹ thực. Nếu có ta muốn giao dịch với ngươi một phần. Không có. Trần Lâm trực tiếp từ chối. Hắn vội vã thả câu, không có thời gian để ý tới đối phương, lại quan cần câu ra ngoài. Lần này thời gian chờ đợi có chút dài, nữ tử bắt lấy cơ hội, lại mở miệng nói, Vậy đạo hữu có thể giúp ta mua một tấm ở trên Mỹ thực đảo không, ta có thể đưa ra đủ thù lao. Thù lao gì, nói thử xem, Trần Lâm liếc mắt nhìn đối phương. Thế gian hết thảy đều có thể giao dịch, chỉ xem thù lao có đủ hay không, khẩu khí đối phương lớn như vậy, hắn ngược lại thật sự có một chút hứng thú. Ngươi muốn cái gì? Nữ tử hỏi lại, bộ dáng như đã tính trước. Ánh mắt Trần Lâm lóe lên nói, Đường dẫn cấp 4, Đăng Tiên Đan, nước vô tận. Bác tí quấn quanh, bản nguyên cầu, linh bảo ngưng linh cấp, mỹ thực cấp tứ tinh, những thứ này cái nào cũng được. Hắn nói hết những thứ mình muốn ra. Lần trước tăng đẳng cấp truyền tống cho Dương Tử Thi, cũng không dùng tới điểm tích lũy, cho nên điểm tích lũy của hắn cũng đủ để mua thư mời mỹ thực, nếu đối phương thật sự có thể lấy ra những thứ này, hắn rất thích ý giao dịch. Được, vậy thì bác tí nhiễu hành đi, nữ tử lạnh nhạt mở miệng. Tay Trần Lâm Nân cần câu dừng lại một chút, nghiêng mặt nhìn về phía đối phương. Ngươi nói thật sao? Trên tay đối phương có tám cánh tay cuốn quanh, hắn không khỏi có chút hoài nghi. Bạch Y Nữ Tử hơi ngạo nghễ nói: Tề Mộng Lan ta nói chuyện luôn luôn chắc chắn, chỉ cần ngươi lấy cho ta một tấm thư mời mỹ thực, ta sẽ cho ngươi bác tí nhiễu hành. Không thành vấn đề. Trần Lâm miệng đầy đáp ứng. Mặc kệ đối phương nói thật hay giả, hắn đều muốn thử một lần. Dù sao sau này người nhà cũng có thể dùng đến thư mời mỹ thực cho dù giao dịch không thành cũng không lãng phí. Nhưng giao dịch thế nào lại là vấn đề? Vì vậy Trần Lâm nghiêm mặt hỏi, bác tí nhiễu hành không phải vật phẩm yểm giới, chúng ta phải giao dịch như thế nào đây? Không phải vật phẩm yểm giới thì không thể mang vào hình chiếu, dù sao đối phương không phải thương nhân vân du bốn phương, không có khả năng miễn trừ quy tắc hạn chế. Nữ tử lại lơ đỉnh, nói, cái này ngươi cũng không cần quản, ta tự có biện pháp, hơn nữa hiện tại quy tắc kiểm giới có lỗ thủng, sau khi ta giao cho ngươi, liền sẽ ngầm thừa nhận biến thành vật phẩm yểm giới, ngươi cũng có thể tùy ý mang ra ngoài. Trần Lâm nhẹ gật đầu. Hắn cũng đã sớm phát hiện ra lỗ thủng này, chỉ cần đối phương có thể mang đồ vật vào yểm giới là được. Mà đối phương có thể làm được điểm này, hoặc là có thể thông qua tiết điểm chân thân tiến vào, hoặc chính là lộ dẫn cấp 4. Nghĩ tới đây, Trần Lâm thử thăm dò, vừa rồi đạo hữu cũng nhìn thấy, kim thiềm kia nhìn ta rất không vừa mắt, cho nên lần này thả câu xong ta liền không có ý định lại tới nơi này, miễn cho sinh ra bất trắc, chúng ta có thể đổi cảnh tượng giao dịch hay không? Có thể, nhưng vật phẩm môi giới ngươi bỏ ra. Nữ tự thống khoái đáp ứng. Ánh mắt trần lâm lóe lên. Như vậy thì không cần suy đoán, đối phương tất có lộ dẫn cấp 4 không thể nghi ngờ. Hắn lập tức sinh ra ý muốn kết giao. Miêu đầu quái đã rất lâu không xuất hiện, lúc trước hắn thử triệu hoán cũng không hưởng ứng, không biết tình huống như thế nào, nếu có thể liên lạc với một người nắm giữ lộ dẫn cấp 4, vẫn rất hữu dụng. Cho dù hoàn thành nhiệm vụ tước vị, mình có được quyền hạng lộ dẫn cấp 4, cường giả như vậy kết giao một chút cũng không có chỗ xấu. Nghĩ tới đây, Trần Lâm lấy ra một quả trứng chim xám trắng, nói, đây là một môi giới của cảnh tượng kỳ lạ, bên trong rất an toàn, có rất nhiều người thăm dò yểm giới ở bên trong trao đổi tin tức, người tiến vào lẫn nhau không thể công kích, hơn nữa nhiệm vụ rời đi cũng rất đơn giản, liền đưa cho đạo hữu. Tiếp theo lại bổ sung, buổi trưa ba ngày sau đạo hữu tới nơi này tìm ta là được nếu ta không thể đúng hạn đi vào ngươi liền ở trên vách tường nhắn lại cho ta đạo hữu nếu là lo lắng ta nói dối có thể thuê người khác đi vào xem tình huống trước nữ tử tiếp lấy trứng chim nhìn nhìn nói vậy mà còn là nơi giao lưu tin tức vậy cảm ơn đạo hữu nói xong thu hồi trứng chim quay trở về vị trí của mình tiếp tục thả câu mà trần lâm lúc này cũng cảm giác được cần câu trầm xuống lập tức dùng sức nhấc lên một cái bảo trương ánh vàng rực rỡ đã bị kéo ra ba người bao gồm cả tề mộng lan đều dời ánh mắt tới lộ ra vẻ kinh ngạc hâm mộ nhưng mà bây giờ trần lâm đã xưa đâu bằng nay ở trong yểm giới cho dù là cường giả hợp đạo cũng có thể đấu một trận hơn nữa thực lực của tiểu thảo cũng tăng cường rất nhiều tự nhiên không cần lo lắng sợ hãi như trước dù bận vẫn ung dung thu hồi bảo trương lại ném cần câu ra ngoài vị bằng hữu này có thể bán bảo rương không?" Cần Câu vừa mới vung ra, sinh vật bốn phía kia liền đứng dậy đi tới gần, dùng một loại âm điệu cực kỳ quái dị hỏi. "Vậy phải xem ngươi có thể lấy ra thứ gì khiến ta động lòng hay không." Trần Lâm lạnh nhạt đáp lại. Đồng thời ánh mắt không ngừng dò xét mặt hồ xa xa, quan sát Kim Thiềm kia có tới hay không. Hắn tuy rằng không sợ những người câu cá này, nhưng lại không có sức chống lại Kim Thiềm kia, đối phương có thể điều khiển quy tắc nơi đây vì thời đều có thể để hắn đưa thân vào trong nguy hiểm. Người Bốn Phương trầm mặt một chút, sau đó nói: "Những gì ngươi nói trước đó ta đều không có, ta cũng không phải cùng một hệ thống tu luyện với ngươi, không có bảo vật ngươi có thể sử dụng, có thể dùng yểm tệ giao dịch hay không?" Trần Lâm Liếc đối phương một cái, lắc đầu không nói gì. Dựa theo cách nói của thương nhân Vân Du Bốn Phương, thứ hắn không thiếu nhất bây giờ chính là yểm tệ. Người Bốn Phương thấy thế nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, hậm hực rời đi một người thả câu khác vốn cũng có chút động tâm, thế thế cũng không có lên để mất mặt. Mà đúng lúc này, Trần Lâm dùng sức nhất lên, lại một cái bảo rương ánh vàng rực rỡ bị kéo ra khỏi mặt nước, ba người trợn mắt há hốc mồm. Từ lúc nào mà bảo rương cũng có thể nối liền rồi, vận khí này cũng quá tốt rồi nhỉ, bọn họ lập tức xác định, Trần Lâm khẳng định có thủ đoạn đặc thù gì đó, hoặc là có thể phá giải hạn chế mà đổ vận hồ không cách nào nhìn trộm, nếu không không có khả năng lợi hại như vậy ánh mắt ba người đều lấp lóe lẳng lặng chờ đợi trần lâm câu cá kế tiếp trong lòng thì nổi lên tâm tư khác nhưng trần lâm lại thu cần câu lại không chút do dự nhanh chóng rời khỏi bờ hồ quay trở về rừng cây nhỏ ba người còn tưởng rằng là vì phòng bị bọn họ nhưng lập tức chỉ thấy chiếc thuyền nhỏ của kim thiềm theo gió vượt sóng mà đến nhìn chầm chầm vào bóng lưng trần lâm tiến vào rừng cây nhỏ hừ lạnh một tiếng sau đó lại liếc nhìn ba người tề mộng lan một cái mặt âm trầm phá sóng mà đi ba người hai mặt nhìn nhau một hồi cũng không có tâm tình thả câu nữa kiểm tra thu hoạch một chút thu hồi cần câu rời đi hai người khác đều trực tiếp biến mất chỉ có tề mộng lan nhìn rừng cây nhỏ một chút cũng đi tới nhưng sau khi đi vào rừng cây nhỏ cũng không nhìn thấy trần lâm vì vậy nàng lại tới gần một bên vạn hoa cốc xem ra cô bé kia là con mồi câu từ vạn hoa cốc không ngờ lại có người thả câu thành công từ vạn hoa cốc tề mộng lan tự lẩm bẩm một câu tiếp theo nàng lại đi một vòng trong rừng cây nhỏ nhưng cũng không đi ra ngoài sau đó lấy đường ra vẽ một đường vào hư không thân hình biến mất không thấy gì nữa trần lâm mang theo tiểu thảo một đường đi tới lối vào vạn hoa cốc trông thấy đình và phụ nhân hiển hóa ra ngoài trong lòng hắn không khỏi an tâm bên này hẳn là không có gì biến hóa ui lại là ngươi lời nói đồng dạng nhưng mà mặt mày phụ nhân mỉm cười mang theo vũ mị chi ý so với con kim thiềm kia thuận mắt hơn nhiều. Gặp qua phu nhân. Trần Lâm chấp tay, sau đó nói, tại hạ muốn thả câu một lần nữa, không biết quy củ có thay đổi gì không, phu nhân lắc lắc quạt tròn trong tay, cười nhạt nói, không có, ta cũng không giống như con cóc kia, thường xuyên tự tiện sửa đổi quy tắc, như vậy sẽ bị phản vệ. Trong lòng Trần Lâm khẽ động, do dự một chút, hỏi, nghe nói kim thiềm kia đã bắt đầu tấn thăng thủ hộ giả, không biết có phải thật hay không, nó, phụ nhân cười nhạo một tiếng, nói, đó chỉ là mơ tưởng hảo huyền mà thôi, lập tức nhìn về phía Trần Lâm, lại nói, được rồi, những chuyện này không liên quan gì đến một người ngoài như ngươi, cho dù là thủ hộ giả, một số quy tắc cũng phải tuân thủ, ngươi đã liên tục câu đi hai mỹ nhân của ta, để ta xem lần này ngươi còn có thể ôm được mỹ nhân về nữa. Không, nói xong, vung tay lên, bậc thang hoa lệ hướng lên liền xuất hiện ở bên cạnh đình. Tiếp theo hắn lại đưa tay ra nói với Trần Lâm, lần thứ ba thả câu, phí dụng một ngàn yểm tệ, thất bại trừng phạt một vạn yểm tệ, không lấy ra được yểm tệ, liền muốn ở lại trong sơn cốc biến thành đóa hoa. Trần Lâm gật đầu, lấy ra một ngàn yểm tệ đặt ở trên bàn đá, một đống nhỏ. Tay áo phụ nhân hoa phục quét qua, biến mất không thấy gì nữa, ngay cả đình và thân thể cũng càng ngày càng mờ nhạt, chậm rãi không thấy tung tích. Trần Lâm nhìn thoáng qua bậc thang, mang theo tiểu thảo chậm rãi leo lên, đi thẳng tới đỉnh. Phong cảnh vẫn như trước, từng trận hương hoa xông vào mũi, như nước thủy triều, rồi lại phân biệt rõ ràng. Lần này hắn không ở vị trí cũ, mà là một đường xâm nhập, trực tiếp chọn đài thả câu tận cùng bên trong. "Chủ nhân, hương hoa nơi này rất nhạt." Hiện tại bên ngoài thả câu, tiểu thảo bỗng nhiên mở miệng. Trần Lâm cũng phát hiện ra điều dị thường này, nhưng hắn cũng không phải thật sự ngửi được mùi thơm hương hoa đậm nhạt nhạt, đối với hắn cũng không ảnh hưởng. Quan sát một hồi, tâm niệm hắn vừa động, hình ảnh vận mệnh hiện lên trong đầu. Lập tức tưởng tượng thả câu mỹ nhân hoa, một đường công như có như không hiển hóa ra. Nhưng đường công này căn bản thấy không rõ, không cách nào phán đoán phía trên có lỗ hổng hay không, chớ nói chi là uống nắng. Nhưng Trần Lâm đã sớm chuẩn bị, lập tức lấy ra một con tôm hùng lớn, sau khi tách ra thì ăn ngấu nghiến sở dĩ hắn đi cực vận hồ thả câu trước, chính là vì cái này. Tôm cá trong đổ vận hồ đều cực kỳ ngon, đừng nhìn cách ăn sống nuốt chết như vậy mà cảm giác ngon lành, không có cảm giác khó nuốt. Rất nhanh, cả một con tôm hùm đều bị ăn xuống, Trần Lâm kiểm tra một chút, đường cong hơi rõ ràng một chút, nhưng vẫn kém rất nhiều. Lần này hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Dựa theo tình huống khí vận tăng trưởng như vậy, chỉ sợ ăn hết tất cả tôm cá hắn vừa thả câu được, cũng chưa chắc có thể làm đường công trở nên rõ ràng. Hơn nữa sau khi đường công hiển hóa ra ngoài, còn phải tiến hành uống nắng, vậy cần càng nhiều lực lượng khí vận. Trần Lâm đem hình ảnh tản ra, trầm ngâm suy tư. Kiếm khuyết nhiều khí vận như vậy, muốn được như nguyện, chỉ có sử dụng cường vận thuật, hơn nữa một lần cũng chưa chắc được. Hắn cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ sử dụng cường vận thuật, pháp thuật này quá đòi mạng, hơn nữa hiện tại hắn có thể tiến vào giới diện, cũng không phải là nơi tốt lành gì, một khi vận rủi cắn trả, nguy hiểm sinh ra hắn sợ là gánh không được. Con đường này không được, vậy chỉ còn lại có một lựa chọn. Trần Lâm lấy ra một cái bảo rương khí vận từ trong bao. Bảo rương tự động lơ lửng, tản ra hào quang màu vàng, cũng chậm rãi xoay tròn, cho dù đã dùng không chỉ một lần, hắn vẫn khó nén được kinh dị. Tiểu Thảo cũng đưa mắt nhìn vào bảo rương, lộ ra vẻ chờ mong. Trương báo này có thể căn cứ tâm ý người mở ra hiện hóa vật phẩm, nàng rất tò mò bây giờ có thể mở ra cái gì. Trần Lâm quen thuộc, nhấn một cái trên bảo trương, bảo trương lập tức tán loạn ra, sau đó một quan cầu lớn chừng quả đấm xuất hiện ở trước mắt. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.